Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 66. Trọng tài có chút sửng sốt, giọng nói cũng nâng cao hơn, cậu muốn khiêu chiến cả 10 người. Hàng ngàn con mắt ở gần võ đài này đều đổ dồn vào trên người Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh mỉm cười gật đầu, đúng vậy, tôi muốn khiêu chiến 10 người. Bùm. Lời này vừa thốt ra khỏi miệng, xung quanh lập tức bùng nổ. Tiểu tử này là ai thế? Khẩu khí cũng lớn thật, khiêu chiến 10 người, cậu ta cho rằng cậu ta là ai chứ? Lại còn đeo mặt nạ, sợ bị người khác nhận ra, bị nhấn chìm trong bãi nước bọt à? Ha ha ha! Vô số ánh mắt lạnh như băng dừng trên người Diệp Bắc Minh. Sắc mặt của trọng tài cũng tối sầm lại, cậu trai trẻ, đại hội chân võ cũng không phải là nơi để đùa giỡn đâu. Diệp Bắc Minh lắc đầu, tiền bối, tôi không nói đùa. Dựa theo quy tắc của đại hội chân võ, thứ hạng của người khiêu chiến không được vượt quá 10% cấp bậc hiện tại. Tôi đồng thời khiêu chiến tuyển thủ có thứ hạng 900.000, thứ hạng 800.000, thứ hạng 700.000, mãi cho đến tuyển thủ có thứ hạng 100.000. Mỗi người cách nhau 100.000 hạng, vừa đủ là 10%. Hơn nữa tôi dùng một lần khiêu chiến. Vậy thì vượt qua cũng không quá 10%, đúng không? Trọng tài nghẹn họng nhìn chân chối, cả người sửng sốt cái này. Suy nghĩ cẩn thận thì những gì người này nói cũng rất có lý. Nhưng, từ xưa đến nay, chưa từng có người nào khiêu chiến với cùng lúc 10 võ giả tại một đại hội chân võ cả. Cậu chờ một chút, tôi đi hỏi ý kiến đã. Trọng tài bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi. Một lúc sau, anh ta dẫn theo hai lão giả trở về đây. Một lão giả trong hai người mặc áo bào trắng nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, cậu trai trẻ, cậu tên là gì? Diệp Bắc Minh đáp, Diệp Càn Khôn. Tốt. Lão giả mặc áo bào trắng gật đầu, Diệp Càn Khôn, tôi đã hiểu rõ chuyện này. Dựa theo những gì cậu nói thì cũng không vi phạm quy tắc. Trên võ đài, phân định thắng bại, sống chết cũng vậy. Cậu có thể cùng lúc khiêu chiến với 10 người, nhưng nếu chết trên võ đài thì đó là do cậu tự gieo gió gặt bão, cậu xác định chắc chứ? Dưới ánh nhìn của hàng chục ngàn người, Diệp Bắc Minh thản nhiên thốt ra hai chữ, xác định. Được, lão giả mặc áo bào trắng ra lệnh, đi thông báo giúp tôi, Diệp Càn Khôn khiêu chiến với 10 người. Tin tức này truyền đi rất nhanh, trong nháy mắt đã làm toàn bộ nơi này bùng nổ. Những võ giả đang tu luyện gần lôi đài cũng sôi nổi tụ tập lại đây. Chỉ trong vòng vài phút, hàng trăm ngàn người đã tụ tập xung quanh võ đài mà Diệp Bắc Minh đang đứng. Người nào mà to gan như vậy, một mình chiến đấu với 10 người. Ha ha, tôi thấy anh ta chỉ muốn thể hiện làm màu thôi, tự tìm cái chết mà. Tôi cá là Diệp Càn Khôn nhất định sẽ chết trong vòng 10 hơi thở. Bên dưới võ đài. Mọi người đều nhìn Diệp Bắc Minh trên lôi đài với ánh mắt chế giễu. 15 phút sau, 10 võ giả mà Diệp Bắc Minh muốn khiêu chiến đều đã đến. 7 nam 3 nữ, ánh mắt mọi người đều cực kỳ lạnh lùng. Một chàng trai mặc cẩm bào ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn võ đài, anh chính là Diệp Càn Khôn. Trong vòng 10 hơi thở, tôi sẽ đánh gãy hết xương cốt toàn thân của anh, sau đó tháo mặt nạ của anh xuống. Nhớ cho kỹ đây, tên của tôi là Đường Bằng Phi. Diệp Bắc Minh lắc đầu, xin lỗi, tôi không có hứng thú biết tên của các người. Tốc chiến tốc thắng đi, tôi đang bề bộn nhiều việc. Đường Bằng Phi tức giận đến mức cả người run rẩy, tiểu tử, anh sẽ phải trả giá cho hành động của mình. Nói nhảm với anh ta làm gì chứ? Giết đi. Vèo, vèo, vèo. 10 bóng người đồng thời nhảy lên võ đài. Trọng tài ra lệnh, bắt đầu. Tiểu tử, đi chết đi. Một làn sóng năng lượng đáng sợ bùng nổ, 10 người đều tung ra đòn sát chiêu mạnh nhất. Toàn bộ võ đài đều rung chuyển, năng lượng kinh khủng trực tiếp bao trùm Diệp Bắc Minh. Bùm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, ánh sáng trắng chói mắt bùng nổ, tràn ngập toàn bộ võ đài. Âm thanh đột nhiên dừng lại. Ha ha ha, Diệp Càn Khôn chết rồi. Tôi còn tưởng rằng sẽ có một trận chiến rất khốc liệt, hóa ra Diệp Càn Khôn còn chẳng trụ nổi một hiệp nữa. Mẹ kiếp,
cái tên Diệp Càn Khôn này tới đây chọc cười đấy à? Hứ, chả thú vị gì cả. Dưới lôi đài vang lên những tiếng la ó. Hàng trăm ngàn võ giả xoay người rời đi, không muốn lãng phí thời gian. Ngay tại khi mọi người xoay người, một giọng nói run rẩy vang lên, sao có thể như thế? Có người không nhịn được quay đầu nhìn về phía trên võ đài. Vào lúc anh ta quay lại kia, đôi mắt nheo lại, chết tiệt. Ngày càng có nhiều người dừng bước, quay đầu nhìn lại. Đệt! Trời ơi! Miệng hơi mở ra, đầu óc trống rỗng. Hô hấp cũng đều đình chỉ. Chỉ thấy, ở chính giữa võ đài vừa nổ tung, chỉ còn lại một người duy nhất là Diệp Bắc Minh. 10 người còn lại đều bốc hơi biến mất khỏi thế giới. Cái gì? Lão giả mặc áo bào trắng rùng mình. Chuyện này, ông Ngô, chuyện này. Trọng tài điên cuồng dụi mắt, nhìn chằm chằm vào chàng trai trên võ đài. Quả thực giống như vừa nằm mơ vậy. Giữa sự im lặng như tờ, Diệp Bắc Minh thản nhiên lên tiếng, tiền bối, có thể tuyên bố kết quả rồi chứ? Thân thể trọng tài run lên, liếc nhìn lão giả mặc áo bào trắng. Anh ta cố nuốt mấy ngụm nước bọt mới thốt ra được một câu, Diệp Càn Khôn, khiêu chiến thành công. Xếp hạng thứ 100.000. Âm thanh truyền đi như sấm sét vang trời. Ông lão ở chỗ báo danh vừa ngồi xuống thì nghe được âm thanh kia, run rẩy té ngã xuống đất, người nào? Diệp Càn Khôn. Hạng thứ 100.000. Sao có thể như vậy được? Làm sao cậu ta làm được điều đó? Lão giả ngây người. Cô gái ở bên cạnh cũng tỏ ra rất kinh ngạc, ông nội, Diệp Càn Khôn. Là người vừa rồi sao? Cùng lúc đó, trong điện chân võ. Một người làm đi đến bên cạnh Trần Vô Diễn nhỏ giọng nói vài câu. Ồ! Trần Vô Diễn nheo mắt, một người khiêu chiến 10 người. Lại đi thăm dò đi. Vâng! Người làm xoay người rời đi. Mặc Bạch Y ngồi đối diện khẽ mỉm cười, Trần Huynh, anh nghe được tin tức gì thú vị sao? Trần Vô Diễn thản nhiên nói, quả thật có một vài tin tức thú vị. Những võ giả khác có mặt trong đại điện đều tập trung ánh mắt lại đây. Trần Vô Diễn rất hưởng thụ cảm giác được mọi người chú ý, vừa rồi có một người tên là Diệp Càn Khôn đồng thời khiêu chiến 10 người trên võ đài, hơn nữa còn chiến thắng hoàn toàn. Từ thứ hạng 1 triệu lên đến 100.000. Mọi người trong đại điện đều sửng sốt, đồng thời khiêu chiến với 10 người trên võ đài. Ngay lập tức, cả phòng phá lên cười. Ha ha ha! Hạng thứ 100.000, tôi còn tưởng ngầu lắm chứ. Hạng thứ 100.000, mẹ kiếp, nghĩ muốn hù chết người à? Đúng lúc mọi người đang phá lên cười. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người làm của Trần Vô Diễn vội vàng chạy lại, thậm chí còn bị ngã giữa đường. Anh ta vô cùng chật vật đi tới trước mặt Trần Vô Diễn, thánh tử, bên ngoài. Giọng nói của Trần Vô Diễn lạnh lùng, có chuyện gì mà ấp úng vậy? Nói đi. Người làm buột miệng thốt ra, thánh tử, người tên Diệp Càn Khôn lại khiêu chiến với 10 người. Lúc này, thứ hạng của anh ta đã tăng từ hạng 100.000 lên hạng 10.000. Toàn trường trở nên yên lặng. Những người vừa mới mỉm cười chế nhạo nhìn nhau với biểu tình vô cùng đặc sắc. Tô Tử Lăng, Võ Thiên Tuyệt và đám người thánh nữ Tổ Long Điện. Bọn họ vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, lúc này lại đồng thời mở mắt ra. Một tia kinh ngạc lướt qua. Khi nghe thấy ba chữ Diệp Càn Khôn này, thân thể thanh tú của Vương Như Yên run lên. Cô ta ngẩng đầu, nhìn về phía Hoàng hậu Hồng Đào và Chu Lạc Ly. Bí mật truyền âm, sư tỷ, không phải là tiểu sư đệ chứ? Hoàng hậu Hồng Đào trả lời, quả thực rất giống tiểu sư đệ. Chu Lạc Ly truyền âm, rất giống với phong cách của tiểu sư đệ, nhưng không nhất định là cậu ấy. Trước hết đừng suy đoán bừa, cứ chờ xem. Hai người gật đầu, khôi phục lại tâm trạng đang kích động. Đột nhiên, giọng nói của Mặc Bạch Y phá vỡ sự yên tĩnh ở hiện trường, Diệp Càn Khôn. Ha ha, thật thú vị. Tôi đoán chuyện này có thể kết thúc ở đây. Chiến đấu hai trận liên tiếp, mỗi lần khiêu chiến với 10 người. Chẳng lẽ anh ta định khiêu chiến với người thứ ba sao? Còn chưa nói xong những lời này,
một ông lão mặc áo gai đã bước vào đại điện, đứng hạng thứ 1000 trong thiên bảng, Chu Dương Tuyệt mời ra ngoài. Một chàng trai chậm rãi đứng dậy, tiền bối, có chuyện gì không? Ông lão mặc áo gai nói, Diệp Càn Khôn muốn khiêu chiến với tổng cộng 10 người, trong đó có cả cậu. Mặc Bạch Y giật mình. Không khí trong đại điện trở nên quỷ dị. Ánh mắt của mọi người có chút kỳ quái. Chu Dương Tuyệt nắm chặt nắm tay, đập mạnh bàn một cái, mẹ kiếp, đúng là tự tìm cái chết. Tôi đi giết anh ta. Đứng dậy đi về phía bên ngoài đại điện. Một lúc sau, ông lão mặc áo gai trở về, theo sau là một chàng trai đeo mặt nạ màu tím, Diệp Càn Khôn, xếp hạng thứ 1000 trên thiên bảng. Đại điện yên tĩnh đến đáng sợ. Hiển nhiên, Chu Dương Tuyệt đã bị đánh bại. Trong lòng mọi người đều vô cùng kinh hãi. Vô số đạo thần niệm đến để thăm dò, nhưng bọn họ kinh ngạc phát hiện chàng trai trước mặt dường như là một mảnh hư vô. Ánh mắt Trần Vô Diễn ngưng tụ. Tô Tử Lăng cũng kinh ngạc nhìn sang, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên một tia tò mò. Võ Thiên Tuyệt nhìn Diệp Bắc Minh, trong mắt có ý chí chiến đấu vô tận. Mặc Bạch Y không ngừng nói, khóe miệng hiện lên nụ cười, thú vị đấy. Thánh nữ Tổ Long Điện khẽ nhíu mày, có cảm giác khá quen thuộc. Chỉ có ba người Vương Như Yên, Hoàng hậu Hồng Đào, Chu Lạc Ly khi nhìn thấy Diệp Bắc Minh thì trái tim đập rộn lên. Là tiểu sư đệ. Thật sự là tiểu sư đệ, nhất định là cậu ấy rồi. Ba người vô cùng vui mừng và ngạc nhiên. Loại cảm giác này căn bản không bị che giấu bởi chiếc mặt nạ kia. Diệp Bắc Minh nhìn thấy ba vị sư tỷ thì tâm trạng cũng rất kích động. Ngồi. Ông lão mặc áo gai chỉ vào vị trí thứ 1000. Trong góc khuất nhất của đại điện. Theo lý mà nói thì nơi này sẽ không có người nào chú ý đến. Lúc này thì lại khác, vị trí thứ 1000 còn nổi bật hơn cả vị trí thứ nhất còn trống. Diệp Bắc Minh chậm rãi đi tới, ngồi xuống. Trần Vô Diễn liếc mắt nhìn. Một chàng trai trẻ gật đầu, cúi đầu nhìn Diệp Bắc Minh, tiểu tử, giới thiệu bản thân mình một chút đi. Giữa cảnh giới chân linh. Diệp Bắc Minh cũng không ngẩng đầu lên, cút. Cái gì? Mọi người kinh ngạc nhìn qua. Không ai ngờ tới Diệp Bắc Minh lại thẳng thắn như vậy. Vương Chấn thẹn quá thành giận, chỉ vào Diệp Bắc Minh, Diệp Càn Khôn, anh có biết mình đang nói chuyện với ai không? Tôi tên Vương Chấn, là... Bùm! Một tiếng trầm vang. Vương Chấn trực tiếp bay ra ngoài, rơi xuống đất một cách thê thảm. Bàn tay chỉ vào Diệp Bắc Minh hoàn toàn biến mất rồi. Hử! Tiểu tử này! Tô Tử Lăng, Võ Thiên Tuyệt, Mặc Bạch Y, Thánh Nữ Tổ Long Điện đều sửng sốt. Ngoại trừ những võ giả nằm trong hạng 100 trên thiên bảng thì những người khác đều trừng lớn mắt. Dám ra tay trong đại điện chân võ, quả thực không biết sống chết mà. Vương Như Yên, Hoàng hậu Hồng Đào, Chu Lạc Ly âm thầm buồn cười. Như vậy mới phù hợp với phong cách hành sự của tiểu sư đệ. Diệp Bắc Minh không thèm để ý tới phản ứng của mọi người, anh quả thực muốn mọi người phải kinh sợ, nhớ kỹ, nếu không có việc gì thì đừng gây phiền phức cho ông đây. Đây là lần đầu tiên, nếu có lần sau thì ông đây sẽ lấy mạng của anh đấy. Hiểu chưa? Những lời này vừa thốt ra, trong đại điện lập tức yên tĩnh. Những lời này, dường như không chỉ nói cho một mình Vương Chấn nghe. Vương Chấn tức giận đến suýt hộc máu, anh, Diệp Càn Khôn, anh. Diệp Bắc Minh mỉm cười nói, xem ra, anh còn chưa hiểu lời tôi nói. Vừa nói xong, bóng người lóe lên rồi biến mất. Vương Chấn còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra thì toàn thân đã bị đánh bay ra ngoài, một lần nữa đập mạnh xuống đất. Anh ta vừa định đứng dậy. Có một chân đang giẫm trên đầu anh ta. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Như thế này có tốt hơn không? Đã nghe hiểu chưa? Vương Chấn sợ đến gần như sụp đổ. Vừa rồi, trong nháy mắt, anh ta có một loại cảm giác mình sẽ chết chắc. Điên cuồng gật đầu, Diệp công tử, đã hiểu, tôi đã hiểu rồi. Hiểu rồi thì cút ngay đi. Anh đá văng Vương Chấn ra ngoài, xoay người trở lại chỗ ngồi không thu hút chút nào của mình. Giọng nói lạnh như băng của Trần Vô Diễn vang lên, Diệp Càn Khôn.
hành động của anh làm tôi nhớ đến một người. Đã từng có một người cũng không kiêng nể gì giống như anh vậy, giết người khắp nơi. Sau đó anh ta bị Vô Thủy Kiếm Hoàng truy sát, bị Thiên Đạo Tông của chúng tôi phát lệnh truy nã. Hiện tại sống như con chuột chạy qua đường, ẩn nấp không dám lộ diện. Anh kiêu căng phách lối như vậy, tôi lo lắng anh sẽ trở nên giống như người kia. Diệp Bắc Minh mỉm cười, phế vật, ai cho phép anh nói chuyện với tôi như vậy? Hôm nay ông đây đã dùng hết 3 cơ hội khiêu chiến rồi. Nếu anh có can đảm thì tới khiêu chiến với ông đây đi. Tôi muốn vị trí thứ 10 trên thiên bảng của anh. Hừ. Trong đại điện vang lên một luồng âm thanh hít thở mạnh. Diệp Càn Khôn lại dám gọi Trần Vô Diễn là phế vật. Còn muốn ngồi vào hạng 10 trên thiên bảng. Tô Tử Lăng sửng sốt, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc, anh ta thật sự dám nói như vậy. Mặc Bạch Y, Võ Thiên Tuyệt nhìn sâu vào Diệp Bắc Minh, người này từ đâu đến vậy? Hoàn Nhi tỏ ra ngưỡng mộ, wow, điện hạ, anh ta thật đẹp trai. Có một số đệ tử của Thiên Đạo Tông tức giận nhìn sang. Thánh nữ Tổ Long Điện quát lớn một tiếng, Hoàn Nhi. Trần Vô Diễn đập mạnh một cái lên bàn, tức giận đến mức phổi cũng sắp nổ tung, anh. Không dám sao? Diệp Bắc Minh cười nói, không dám thì câm miệng lại cho ông đây. Được rồi, ngày mai, người đầu tiên mà ông đây giết sẽ là anh. Ầm ầm. Một khí thế ngút trời bộc phát, Trần Vô Diễn đập mạnh một cái lên bàn trước mặt, Diệp Càn Khôn, theo tôi lên võ đài đánh một trận đến chết. Trong khoảnh khắc giọng nói vang lên, Trần Vô Diễn một bước đã đáp xuống giữa võ đài. Bùm. Có một tiếng trầm vang lên, trên võ đài được thêm vào sức mạnh phù văn xuất hiện một đôi dấu chân thật sâu. Diệp Càn Khôn, lên đài, nhận lấy cái chết đi. Giọng nói của Trần Vô Diễn cực kỳ lạnh lùng. Diệp Bắc Minh lười nói nhảm, một bước lên đài. Mặc Bạch Y thản nhiên mở miệng, anh cảm thấy ai sẽ thắng. Võ Thiên Tuyệt lắc đầu, thật khó nói, mặc dù Trần Vô Diễn đang biểu hiện rất tức giận. Nhưng thực ra thì tôi không hề cảm nhận được bất cứ lửa giận nào trên người anh ta. Anh ta cố ý giả vờ tức giận, muốn giết chết Diệp Càn Khôn mà thôi. Mặc Bạch Y gật đầu, cho nên, Diệp Càn Khôn chắc chắn sẽ chết sao? Võ Thiên Tuyệt suy nghĩ một chút, tôi không thể nhìn thấu tiểu tử này, nhưng mà... Anh ta trong một ngày đã đạt được hạng 1000 trên thiên bảng. Có lẽ sẽ có kỳ tích, nhưng xác suất rất thấp. Khả năng cao anh ta vẫn sẽ bị Trần Vô Diễn giết chết. Mặc Bạch Y gật đầu. Sau đó lại nhìn về phía Tô Tử Lăng, Tô cô nương nghĩ rằng ai sẽ thắng. Tô Tử Lăng bình tĩnh nói ra 3 chữ, Diệp Càn Khôn. Ồ, Mặc Bạch Y và Võ Thiên Tuyệt đều sửng sốt. Ánh mắt của hai người lóe lên, tại sao Tô cô nương lại nghĩ như vậy? Đôi mắt xinh đẹp của Tô Tử Lăng chớp chớp, không ngừng quan sát Diệp Bắc Minh, chỉ mỉm cười không nói. Trên võ đài. Giết. Trần Vô Diễn hét lớn. Một bước đi đến trước mặt Diệp Bắc Minh, tung một quyền đánh về phía đầu của anh. Diệp Bắc Minh giơ tay tung một quyền chống lại, một tiếng phanh thật lớn, giống như sấm chớp rền vang. Tia lửa văng khắp nơi, trong không khí truyền đến mùi khét. Hai người đồng thời bay ra ngoài. Điểm khác biệt duy nhất chính là Diệp Bắc Minh bị đẩy lùi đến bên rìa võ đài. Mà Trần Vô Diễn còn cách võ đài gần 2 mét. Trong hai người ai mạnh ai yếu, vừa nhìn đã biết ngay. Mặc Bạch Y mỉm cười, Tô cô nương, xem ra cô đã đoán sai rồi. Tô Tử Lăng lắc đầu, trận chiến còn chưa kết thúc, anh đừng nói quá sớm. Diệp Bắc Minh âm thầm nhíu mày, xem ra trận chiến này có chút rắc rối rồi. Không thể sử dụng ma long bên trong long tích. Ngay cả kiếm càn khôn chấn ngục cũng không thể dùng. Anh cũng không thể sử dụng một số võ kỹ, chỉ cần sử dụng thì sẽ bị người khác nhận ra ngay. Cho nên, Diệp Bắc Minh chỉ có thể dùng thực lực của cảnh giới chân huyền để giành chiến thắng trong trận chiến này. Sau khi biết được thực lực của đối phương, Trần Vô Diễn cười nói, tiểu tử, tôi còn tưởng rằng anh mạnh thế nào, một quyền này của tôi cũng chỉ mới dùng 5 phần thực lực thôi. Anh không chống đỡ được thì hãy tự mình quỳ xuống, tôi sẽ giữ cho anh toàn thây.
hay là tôi sẽ đánh đến anh không còn một mảnh vụn nào nữa. Diệp Bắc Minh thất vọng lắc đầu, là thánh tử của Thiên Đạo Tông, lòng dạ chưa đủ. Ý anh là gì? Sắc mặt Trần Vô Diễn tối sầm lại. Diệp Bắc Minh vẫn lắc đầu, lời tôi nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Anh, giả, vờ, quá, rồi. Hơn nữa, còn giả vờ quá cứng nhắc. Sắc mặt Trần Vô Diễn vừa xanh vừa đỏ, tức giận đến mức trán nổi gân xanh, nói hưu nói vượn, tất cả đều là nói nhảm. Cái miệng này của anh cũng không cần giữ lại, bản thánh tử sẽ giúp anh xé nát nó. Không kiêng nể gì giơ tay lên tóm lấy miệng của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh tùy tiện ngăn nó lại, tung ra một cái tát. Bốp một tiếng giòn vang, trên mặt Trần Vô Diễn xuất hiện thêm một cái tát nữa. Nhục nhã. Vô cùng nhục nhã. Trần Vô Diễn tức giận nổi trận lôi đình, tiểu tử, tôi xin thề rằng anh nhất định sẽ chết rất khó coi. Lửa giận trong cơ thể bùng nổ, hóa thành huyết ảnh. Nhanh đến mức trực tiếp biến mất khỏi võ đài. Khóe miệng dưới chiếc mặt nạ màu tím gợi lên một nụ cười chế nhạo. Cho dù Trần Vô Diễn có nhanh đến đâu thì liệu anh ta có thể đánh bại quy tắc thời gian không? Tung một cước ra. Bùm. Trần Vô Diễn bị đá một cước ra ngoài, ôm bụng lăn lộn trên võ đài hơn 10 vòng, phun ra một ngụm máu tươi. Tự mình đứng lên. Diệp Bắc Minh cúi đầu nhìn anh ta. Tôi đi. Mọi người đều sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía Diệp Bắc Minh cũng thay đổi. Nhục nhã. Vô cùng nhục nhã. Diệp Càn Khôn, mày con mẹ nó muốn chết. Trần Vô Diễn hoàn toàn đột phá phòng ngự, toàn bộ huyết khí đều nổ tung. Giống như một con dã thú nổi điên, gầm lên dữ tợn và lao đến trước mặt Diệp Bắc Minh, giơ tay lên chụp lấy cổ họng anh. Diệp Bắc Minh giơ tay lên nắm lấy cổ tay Trần Vô Diễn. Đột nhiên dùng sức, một âm thanh giòn vang. A! À, cánh tay Trần Vô Diễn đã bị bẻ gãy. Cơn đau kịch liệt khiến khí huyết anh ta sôi trào, hung dữ gầm lên Thiên Đạo Quyền. Năm ngón tay của bàn tay còn lại nắm chặt, một hư ảnh huyết long xuất hiện phía sau, nhảy vào cánh tay của anh ta. Đấm một quyền vào chỗ ngực trái của Diệp Bắc Minh. Ánh mắt Diệp Bắc Minh tối sầm lại, chín con ma long bùng nổ trong cơ thể anh. Giơ tay lên và nắm lấy nắm đấm của Trần Vô Diễn. Giữ anh ta không thể tiến lên dù chỉ một bước. Sắc mặt Trần Vô Diễn cuối cùng cũng thay đổi, anh cũng ở cảnh giới siêu phàm sao? Không thể nào. Diệp Bắc Minh lười nói nhảm, dùng sức nhéo mạnh. A! À. Trần Vô Diễn đau đớn kêu lên một tiếng thảm thiết, nắm đấm nổ tung. Máu tươi bắn tung tóe trên mặt. Diệp Bắc Minh tung một cước ra, Trần Vô Diễn giống như chó chết bay ra ngoài, chật vật bám lấy bên rìa võ đài. Nhờ vậy mới không rớt khỏi võ đài. Trần Vô Diễn dường như không phải là đối thủ của anh ấy. Trước đây giả vờ tàn nhẫn như vậy, hiện tại lại không phải đối thủ của người ta, buồn cười quá đi. Ha ha ha, đây chính là thánh tử Thiên Đạo Tông sao? Xung quanh võ đài vang lên những âm thanh. Làm sao lại thiếu được những người nhân cơ hội ném đá bỏ xuống giếng cơ chứ? Diệp Bắc Minh cũng không truy đuổi tiếp, mà chỉ nhìn Trần Vô Diễn ra lệnh, tự mình bò lên đi. Trần Vô Diễn vừa xấu hổ vừa tức giận muốn chết, hung dữ nói, tiểu tử, mau chết đi. Giơ tay lên vỗ mạnh vào võ đài, thân thể bay về phía Diệp Bắc Minh. Một kim đao hình rồng xuất hiện trong tay. Giết! Kim đao hình rồng bộc phát ra một con huyết long dài hàng trăm mét, giống như tay cầm thần long chém về phía đầu của Diệp Bắc Minh. Lão Tam Viên Lang là người hung hăng, tàn nhẫn nhất, nghiến răng nghiến lợi nói, có phải bây giờ nên xuất phát rồi không? Xin thiếu gia hãy hạ lệnh, tôi bằng lòng tiên phong chém đầu An Quốc. Không ngờ Trần Vô Diễn lại bị ép tới bước đường này, thật là thảm hại. Ánh sáng của kim đao hình rồng khóa chặt lấy Diệp Bắc Minh, bao phủ toàn bộ đài võ đạo, khiến anh không thể tránh né được. Ôi! Ba người Vương Như Yên, Hoàng hậu Hồng Đào và Chu Lạc Ly giật mình la lên. Bọn họ bất giác tiến lên một bước. May mà mọi người đều đang tập trung theo dõi trận đấu trên đài võ đạo nên không ai chú ý tới phản ứng khác thường của ba người họ. Nét mặt của Trần Vô Diễn đầy hung dữ,
hai mắt vằn đầy tơ máu, Diệp Càn Khôn, đây là do cậu tự chuốc lấy đấy nhé. Một giây sau, Diệp Bắc Minh chỉ cần nghĩ tới thôi là một thanh kiếm gãy đã xuất hiện trong tay anh. Kiếm không tên chém một nhát. Khí tàn sát bùng nổ. Một tiếng trầm vang lên ầm ầm, kim đao hình rồng trong tay Trần Vô Diễn nổ tung, anh ta phun ra một búng máu tươi ngay tại trận. Cơ thể bắn ra ngoài, đập mạnh xuống đất. Khu vực bên dưới đài võ đạo im phăng phắc, không ngờ Diệp Bắc Minh lại dùng một thanh kiếm gãy đánh nát được kim đao của Trần Vô Diễn. Hơn nữa, anh còn làm Trần Vô Diễn bị trọng thương. Khoảnh khắc Trần Vô Diễn rơi xuống đất. Diệp Bắc Minh sải bước tới đó, dẫm chân lên đầu Trần Vô Diễn. Anh nói với âm lượng chỉ đủ cho mình đối phương nghe thấy, phải rồi, nói cho anh biết một chuyện. Diệp Càn Khôn chỉ là tên giả của tôi thôi. Gì cơ? Con người của Trần Vô Diễn thu nhỏ lại, anh ta lập tức hiểu ra cậu là Diệp. Anh ta còn chưa kịp nói hết câu, Diệp Bắc Minh đã đạp mạnh chân. Đừng mà, tôi xin nhận thua. Giọng Trần Vô Diễn run rẩy. Một ông cụ bên phía Thiên Đạo Tông phát hiện ra chuyện này, vội vàng la to về phía đài võ đạo, dừng lại, thánh tử đã nhận thua rồi, cậu còn định nhẫn tâm giết anh ta hay sao? Rắc một tiếng. Đầu Trần Vô Diễn nổ tung. Nháy mắt. Trên quảng trường bên ngoài điện chân võ, thiên bảng rung lên, bùng lên một luồng sáng vàng. Hơn trăm con rồng gào gầm lên. Ba chữ to màu vàng hiện ra. Diệp Càn Khôn, hạng 10 thiên bảng. Ôi! Diệp Càn Khôn, không ngờ lại là Diệp Càn Khôn. Toàn thể người tu võ trên quảng trường không khỏi rùng mình run rẩy. Tích, tích, tích! Hàng chục triệu đôi mắt nhìn chằm chằm vào vị trí cao nhất trên thiên bảng. Về lý mà nói, Trần Vô Diễn thua trận sẽ rớt xuống hạng 11 thiên bảng. Thế nhưng, hạng 11 của thiên bảng lại không có gì thay đổi. Tên của Trần Vô Diễn biến mất. Thánh tử Thiên Đạo Tông đã chết. Bị Diệp Càn Khôn giết chết. Kinh khủng. Đáng sợ. Thật khó tin. Ông nội, Diệp Càn Khôn xếp hạng 10 trên thiên bảng rồi. Cô gái đứng ở chỗ ghi danh ngạc nhiên sững người tại chỗ. Ông cụ chịu trách nhiệm ghi danh cũng ngây ra như phỗng, ôi trời ơi. Cô gái xinh đẹp đỏ mặt, thở dồn dập, ông nội, làm sao anh ấy làm được chuyện này nhỉ? Ngay từ đầu ông đã coi trọng chàng trai này rồi, ông cụ kinh ngạc ra mặt. Bên trong đại điện, Vũ Thiên Tuyệt và Mạc Bạch Y nhìn nhau. Tô Tử Lăng nhướng mày, cô ta đã đoán là Diệp Càn Khôn có thể sẽ thắng rồi mà. Thế nhưng, cô ta cũng không ngờ rằng anh lại thẳng tay giết chết Trần Vô Diễn. Khuôn mặt xinh đẹp của Thánh Nữ Tổ Long Điện lộ rõ sự ngạc nhiên. Những người tu võ khác đều rùng mình trước chuyện này. Đồ súc sinh, cậu thật to gan. Sao cậu dám giết Thánh Tử Thiên Đạo Tông? Diệp Càn Khôn, cậu thật đáng chết. Mười mấy lão già của Thiên Đạo Tông nhảy lên bao vây đài võ đạo. Một luồng khí sát phạt kinh khủng bùng nổ, đánh thẳng về phía đài võ đạo, định bất chấp tất thảy tiêu diệt Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nắm chặt kiếm không tên, khí tàn sát tăng vùn vụt. Người tu võ ở dưới đài võ đạo sợ vỡ tim, lẽ nào cậu ta sắp phải một mình chống lại mười mấy vị cảnh giới tạo hóa hay sao? Dừng tay! Một giọng nói hờ hững vang lên, Thiên Đạo Tông! Các ông coi điện chân võ là nơi nào vậy? Ông lão mặc áo gai bước một bước, tiến lên đài võ đạo, dậm chân một phát. Ầm ầm. Sóng khí bùng nổ, mười mấy trưởng lão cảnh giới tạo hóa của Thiên Đạo Tông tới tấp rớt khỏi đài võ đạo, phun ra một búng máu tươi. Bọn họ kinh ngạc nhìn về phía ông lão mặc áo gai. Người đâu, trục xuất toàn bộ người của Thiên Đạo Tông ra khỏi đại điện chân võ. Đồng thời, xóa tên toàn bộ đệ tử của Thiên Đạo Tông tham gia đại hội chân võ lần này. Nếu như đại hội chân võ lần tới mà Thiên Đạo Tông vẫn như thế này thì sẽ bị cấm tham gia thi đấu vĩnh viễn. Một lão già hơi mập mạp của Thiên Đạo Tông la lên, tôi không phục. Ông lão mặc áo gai đập một chưởng. Phụt. Thân thể của lão già hơi mập mạp nổ tung, nháy mắt biến thành một làn xương máu. Ông ta cất giọng hờ hững, còn ai khác không phục nữa không?
chỉ cần một trưởng là hạ gục ngay được một vị cảnh giới tạo hóa. Ôi chao! Cảm giác nghẹt thở ập tới. Lúc này, đại điện chân võ đã hoàn toàn lắng ngắt như tờ. Đám người của Thiên Đạo Tông liếc nhìn ông lão mặc áo gai bằng ánh mắt kiêng dè nhưng lại hung dữ trừng mắt với Diệp Bắc Minh đứng trên đài võ đạo. Sau đó, bọn họ phẫn nộ đi ra ngoài. Ông lão mặc áo gai quay đầu lại, nở nụ cười, nhóc con, thực lực của cậu cũng khá đấy. Diệp Bắc Minh chắp tay, cảm ơn tiền bối giải vây cho tôi. Ông lão mặc áo gai tức giận lắc đầu, giải vây gì chứ? Lão phu sợ cậu giết hết bọn chúng đấy thôi. Mọi người dưới đài võ đạo đều sững sờ. Diệp Bắc Minh cười, lắc đầu, tiền bối đừng đùa, sao tôi có thể làm được chuyện ấy chứ? Ông lão mặc áo gai không nói tiếp gì nữa, quay sang nhìn những người thu võ còn lại, cuộc tranh tài hôm nay đến đây là kết thúc. Tiệc tối sẽ bắt đầu ngay bây giờ, mời mọi người hãy nghỉ ngơi thật thoải mái. Ông ta thong thả đi xuống khỏi đài võ đạo rồi biến mất. 15 phút sau, tiệc tối bắt đầu. Diệp Bắc Minh leo thẳng một mạch từ vị trí xó xỉnh lên tới hạng 10 thiên bảng. Ngoại trừ hạng 10 thiên bảng ra, 9 vị trí còn lại đều bỏ trống. Trong đại điện, những người thu võ còn lại tụ tập lại một chỗ. Nâng ly cạn chén, kết giao bạn bè. Xung quanh Diệp Bắc Minh hoàn toàn vắng vẻ, không ai dám tới gần anh. Diệp Càn Khôn hạng 10 thiên bảng, đúng là tiền đồ rộng mở. Tranh thủ hiện tại không có ai đứng cạnh cậu ta, chúng ta tới làm quen thử xem sao đi, một người thu võ đề nghị. Một người khác lập tức cười khẩy, anh chán sống rồi à? Cậu ta giết chết thánh tử Thiên Đạo Tông mà anh còn dám kết bạn với cậu ta à? Đến khi Thiên Đạo Tông giết cả nhà anh, có khi anh vẫn không biết mình đã làm gì sai cũng nên. Người vừa lên tiếng lập tức tái mét mặt. Tiệc tối đã diễn ra được một tiếng. Mọi người đã ăn uống gần xong, cơm no rượu say. Xung quanh Diệp Bắc Minh vẫn không hề có một ai. Vương Như Yên đứng ở đằng xa, truyền âm nói với hai vị sư tỷ, tiểu sư đệ đang đứng ở ngay đằng kia, chúng ta không lại đó sao? Chu Lạc Ly lập tức ngăn cản, tuyệt đối đừng làm lộ thân phận của tiểu sư đệ. Nếu giờ chúng ta lại đó thì e là mọi người sẽ lập tức đoán ra thân phận của tiểu sư đệ mất. Giờ vẫn chưa phải lúc để nhẫn nhau, trước hết hãy giữ khoảng cách với tiểu sư đệ, làm vậy không phải là để bảo vệ em ấy. Mà là để bảo vệ chính chúng ta. Thực lực của chúng ta quá yếu, đừng làm vướng chân tiểu sư đệ. Vương Như Yên và Hoàng hậu Hồng Đào gật đầu kín đáo, tỏ ý đã hiểu. Diệp Bắc Minh đeo mặt nạ chính là để bảo vệ những người thân của mình. Nếu không, anh hoàn toàn chẳng sợ Thiên Đạo Tông hay Vô Thủy Kiếm Hoàng. Anh Diệp, tôi ngồi cùng được không? Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Diệp Bắc Minh ngẩng đầu lên thấy Tô Tử Lăng tươi cười đứng gần đó, tùy cô. Vèo, vèo, vèo. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía họ, ai nấy đều ngạc nhiên, Tô Tử Lăng. Cô ta đang làm gì vậy? Tô Tử Lăng phóng khoáng ngồi xuống bên cạnh Diệp Bắc Minh. Hương thơm cơ thể của xử nữ phả vào mặt. Tô Tử Lăng rất hoàn hảo. Không chỉ về ngoại hình mà còn cả khí chất. Ngay cả làn da cũng không có chút tì vết nào. Quả là báu vật của tạo hóa. Hai người cách nhau chưa đầy nửa mét, ngay cả lỗ chân lông trên người đối phương cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Anh Diệp, tôi mời anh một ly. Tô Tử Lăng giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Vương Như Yên khá nóng ruột, ả hồ ly tinh này định làm gì vậy? Chu Lạc Ly truyền âm, thập sư muội, chị biết em rất nóng ruột nhưng em đừng lo. Em không lo mà được sao? Vương Như Yên thấp thỏm không yên. Có một sự thật không thể phủ nhận là Tô Tử Lăng rất đẹp. Diệp Bắc Minh không uống rượu, mọi người đều đang cố gắng tránh xa tôi, chẳng lẽ cô không sợ Thiên Đạo Tông trả thù cô sao? Tô Tử Lăng cười, lắc đầu, nhà họ Tô không sợ Thiên Đạo Tông. Diệp Bắc Minh gật đầu, cô tìm tôi có việc gì à? Tô Tử Lăng đi thẳng vào vấn đề, cấm địa luân hồi rất nguy hiểm, tôi muốn cùng lập một đội với anh Diệp. Diệp Bắc Minh từ chối, tôi không muốn. Ha ha! Tô Tử Lăng che miệng cười trộm, sao anh Diệp phải vội vàng từ chối như vậy chứ?
nếu anh Diệp từ chối tôi thì tôi sẽ nói ra bí mật của anh. Diệp Bắc Minh cười một tiếng, ồ, tôi có bí mật gì vậy? Người phụ nữ xinh đẹp này uốn éo vòng eo, khoác một tay lên vai Diệp Bắc Minh. Cánh môi đỏ chậm rãi kề sát vào tai Diệp Bắc Minh thở một hơi. Cô ta nói nhỏ như muỗi, tôi nên gọi anh là Diệp Càn Khôn hay là... Diệp Bắc Minh đây, hửm. Ôi trời ạ! Cô Tô đang làm gì thế kia? Lẽ nào cô ta lại thích thằng nhóc này? Những người thu võ ở đây nhìn thấy động tác của Tô Tử Lăng đều như phát điên. Người nào người nấy ghen tị đỏ mắt. Mặc Bạch Hy nheo hai mắt lại, sâu trong đáy mắt lóe lên hơi lạnh. Một giây sau, Diệp Bắc Minh ôm lấy bờ eo thon của Tô Tử Lăng, cô chủ động tìm tới tận cửa mà không sợ tôi ăn cô sao. Lúc này, đại điện trở nên tĩnh lặng. Mọi người trợn to mắt, không ai ngờ rằng Diệp Bắc Minh lại dám ôm Tô Tử Lăng. Ngay cả Tô Tử Lăng cũng sững sờ. Một giây sau, cô ta phản kháng. Hai tay cô ta đặt lên lồng ngực Diệp Bắc Minh, cố gắng đẩy anh ra. Không ngờ, Diệp Bắc Minh lại càng ôm chặt Tô Tử Lăng vào ngực, ngực hai người gần như dính sát vào nhau. Ngực Tô Tử Lăng sắp bị ép tới độ biến dạng. Cô ta la lên, anh Diệp, đừng. Diệp Bắc Minh đưa tay nâng cầm Tô Tử Lăng lên, sao lại đừng? Chẳng phải cô chủ động mò tới tận cửa sao? Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Tử Lăng lập tức đỏ bừng, cơ thể hơi nhũn ra. Hai chân không nhịn được kẹp chặt lại. Ôi chao! Rất nhiều người để ý thấy động tác này của cô ta, đại điện xô trào. Vô số đàn ông trừng to mắt, trong mắt ngập tràn đố kỵ. Tô Tử Lăng, báu vật tuyệt sắc xếp hạng 6 trên bảng nữ thần. Vậy mà lúc này lại làm động tác như vậy sao? Hạng 9 thiên bảng đến. Một giọng nói đột ngột vang lên, mọi người gần như đồng thời quay đầu lại, nhìn về phía cửa đại điện. Một người phụ nữ đẹp không thua gì Tô Tử Lăng bước vào. Người này mặc đồ trắng toàn thân, trên trán thắt băng vải trắng, mặc áo gai để tang. Sau lưng cô ta là 12 thị nữ nhan sắc tuyệt trần đều mặc đồ tang giống nhau. Có người la lên, Mộ Dung Tình, sao cô ta lại ăn mặc như thế này? Gì cơ, cô ta chính là người xếp hạng 5 trên bảng nữ thần, vị thánh nữ thần bí của Thanh Vân Môn Mộ Dung Tình. Chính là cô ta. Thanh Vân Môn bị một thế lực thần bí nào đó tiêu diệt toàn bộ tông môn rồi, cô ta đang để tang cho tông môn. Rất đông đàn ông tỏ ra thương hại cô ta. Mộ Dung Tình trông cực kỳ mảnh mai, gương mặt xinh đẹp hơi tái. Cánh môi đỏ không có chút màu máu nào, đôi mắt hơi sưng đỏ, nhìn thôi đã thấy thương yêu. Chẳng trách cánh đàn ông lại không chịu nổi. Diệp Bắc Minh nheo mắt, thánh nữ Thanh Vân Môn ư. Cảnh giới siêu phàm đỉnh phong. Không ngờ cô ta còn mạnh hơn cả Trần Vô Diễn, chẳng trách lại xếp hạng 9. Anh nhìn Mộ Dung Tình, quan sát cô ta từ trên xuống dưới. Tô Tử Lăng hơi giận, đàn ông toàn những kẻ chẳng ra gì. Diệp Bắc Minh vẫn còn đang ôm cô ta, vậy mà lại dám nhìn người đẹp khác không chút kiêng dè. Mặc dù cô ta cũng không thích Diệp Bắc Minh nhưng không hiểu sao cô ta lại ghen. Đúng lúc này. Hạng 8 thiên bảng đến. Vừa dứt lời, mười mấy người thu võ ngồi ở cửa đại điện lập tức kêu lên thảm thiết rồi nằm vật ra đất, miệng sùi bọt mép. Chúng độc. Xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người giật mình. Một giây sau. Khụ khụ khụ, một ông lão vừa ho khan vừa đi vào trong đại điện. Ngay khi nhìn thấy ông lão, mọi người đều giật mình đứng bật dậy, bước lùi lại như thể trốn tránh dịch bệnh. Ông lão thiên độc. Vèo. Mọi người đều nhìn chằm chằm ông lão thiên độc ốm yếu bằng ánh mắt kiêng dè, sợ hãi. Chỉ riêng Diệp Bắc Minh là nhìn cô gái đi bên cạnh ông ta. Tam sư tỷ, tiểu độc tiên. Năm ngón tay đang ôm lấy bờ eo thon của Tô Tử Lăng siết chặt lại. Ối, đau. Tô Tử Lăng kêu lên một tiếng, bờ eo thon bị hằn một vệt tím bầm. Diệp Bắc Minh dường như không nghe thấy. Mắt lóe lên lửa giận. Là Tam sư tỷ. Ba người Vương Như Yên, Hoàng hậu Hồng Đào, Chu Lạc Ly giật mình la lên. Tiểu độc tiên ngẩng đầu, đôi mắt đẹp ánh lên sự ngạc nhiên. Ông lão thiên độc bình tĩnh nói, tiên nhi,
đừng quên con đã hứa với vi sư những gì. Nếu con dám có ý đồ bất trung thì liệu những người con quen có chịu nổi độc của vi sư không? Tiểu độc tiên cắn môi, cúi đầu, thưa sư phụ, con biết rồi. Biết rồi thì tốt. Ông lão thiên độc tuét miệng cười một tiếng. Hai người đi tới vị trí hạng 8 của thiên bảng, ngồi xuống. Ôi! Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Tử Lăng tái mét lại, giữa trán chuyển sang màu đen. Ông lão thiên độc chỉ ngồi bên cạnh thôi mà Tô Tử Lăng đã bị trúng độc rồi. Mộ Dung Tình ngồi giữa hai người thì lại không hề có chút dấu hiệu nào cho thấy cô ta đã bị trúng độc. Nháy mắt! Cơ thể Tô Tử Lăng mềm nhũn ra, phải tựa vào người Diệp Bắc Minh mới không ngã xuống. Diệp Bắc Minh nhướng mày, lấy ra một viên đan dược, ăn nó đi. Ngay khi ăn viên đan dược này vào, Tô Tử Lăng lập tức tỉnh táo lại. Nhóc con, độc của ông đây mà cậu cũng dám giải à? Ông lão thiên độc cất giọng lạnh lùng. Diệp Bắc Minh cười khẩy, ông thì có là gì? Chẳng lẽ độc của ông thì ghê gớm lắm sao? Vèo! Tất cả mọi người trong đại điện chợt đồng loạt ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn về phía Diệp Bắc Minh. Mấy người Vũ Thiên Tuyệt, Mặc Bạch Y, Thánh Nữ Tổ Long Điện khiếp sợ không nói nên lời. Tô Tử Lăng run lên, quay đầu nhìn tấm mặt nạ màu tím kia, sao anh ta dám? Dưới tấm mặt nạ này rốt cuộc là gương mặt như thế nào? Tiểu độc tiên cũng ngẩng đầu, đôi mắt đẹp khẽ rung động, sao hơi thở của cậu ta lại giống tiểu sư đệ như vậy? Khóe mắt ông lão thiên độc hung hăng co rúm lại, vật nhỏ, cậu dũng cảm lắm. Cậu tên là Diệp Càn Khôn đúng không? Ông già này nhớ kỹ cậu rồi, tốt nhất cậu nên cầu nguyện mình chết đi ở cấm địa luân hồi. Nếu không, chỉ cần cậu sống sót bước ra khỏi đây, ông già này thề nhất định sẽ khiến cậu hối hận đã không chết ở trong này. Nói xong, ông lão thiên độc cười điên cuồng. Khặc khặc khặc. Bả vai ông ta không ngừng run rẩy, khiến người ta cực kỳ sợ hãi. Vèo. Bóng dáng Diệp Bắc Minh chợt lóe lên rồi biến mất, chỉ chớp mắt đã xuất hiện trước mặt ông lão thiên độc. Ông lão thiên độc lạnh mặt, vật nhỏ, cậu muốn. Chát. Tiếng vang giòn giã không gì sánh kịp. Nửa đoạn sau câu nói của ông lão thiên độc nghẹn lại, cả người bay ngược ra ngoài như một con chó chết, đập nát gạch của đại điện. Đụ mẹ. Cảnh tượng này khiến ai nấy đều khiếp sợ, trái tim suýt chút nữa thì nổ tung. Tô Tử Lăng há to miệng, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Đám Vũ Thiên Tuyệt, Mặc Bạch Y, Thánh Nữ Tổ Long Điện cũng hồ đồ. Bọn họ cho rằng Diệp Bắc Minh trào phúng ông lão thiên độc đã rất ngỗ nghịch rồi. Nằm mơ cũng chẳng tưởng được, anh lại dám ra tay đánh ông lão thiên độc. Mộ Dung Tình vẫn không nhúc nhích cũng kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn qua Diệp Bắc Minh. Thằng chó đẻ, mày dám đánh tao. Ông lão thiên độc rít gào, hai mắt đỏ au, phát điên vùng dậy từ mặt đất. Bù! Một đám xương độc màu đen phun trào, người tu võ trong đại điện không ngừng lùi lại, sợ chạm phải xương độc màu đen này. Ông lão mặc áo gai xuất hiện, ai cho phép các người đánh nhau tại đại điện chân võ? Ông lão thiên độc gào thét, thằng chó đẻ này ra tay trước, cậu ta là người không tuân thủ quy củ của điện chân võ. Diệp Bắc Minh cười nói, đúng là tôi ra tay trước, thì sao hả? Chẳng lẽ không phải ông uy hiếp tôi trước sao? Ông không phải người dự thi, lại đi uy hiếp người dự thi ngay trong đại điện chân võ, có phải đang xem thường điện chân võ không? Anh vừa dứt lời. Sắc mặt ông lão thiên độc lập tức thay đổi. Ông lão mặc áo gai nhướng mày, ông lão thiên độc, cậu ta nói thật à? Ông lão thiên độc giật mình, vội vàng lắc đầu, xin lỗi. Là do tôi nói sai lời. Hừ. Ông lão mặc áo gai hừ lạnh, chỉ giải quyết như vậy một lần thôi. Quay người, rời đi. Gương mặt ông lão thiên độc sưng đỏ, hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Anh lạnh như băng mở miệng, ông lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi sẽ trực tiếp giết ông. Hít hà. Trong đại điện vang lên tiếng hít ngược khí lạnh, da đầu tê dại. Kiêu ngạo. Quá kiêu ngạo. Mày. Ông lão thiên độc suýt chút nữa cắn nát hàm răng. Thằng chó đẻ, mày chờ đấy cho ông đây không dám đắc tội điện chân võ. Nhưng loại phế vật nhỏ như mày, tao vẫn có thể tùy tiện đắn đo.
thực lực võ đạo của ông đây không bằng mày, nếu mà dùng độc. Ha ha, ông đây có thể bảo đảm, cả nhà mày đều sống không bằng chết. Dưới ánh mắt không cam lòng của ông lão thiên độc. Diệp Bắc Minh trở lại chỗ ngồi, anh vừa mới ngồi xuống. Vị trí thứ 7 thiên bảng, đến. Một thanh niên bước vào đại điện. Khoảnh khắc trông thấy người này, sát ý trong con ngươi Diệp Bắc Minh tăng vọt. Dù chỉ trong một tích tắc, gương mặt xinh đẹp của Tô Tử Lăng bên cạnh anh trở nên tái nhợt. Cô ta khó tin quay đầu, anh Diệp. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh đến tận xương, nhìn chằm chằm thanh niên đang đi tới. Mạc Huyền. Hạng thứ 7 thiên bảng lại là Mạc Huyền. Mạc Huyền suýt chút nữa tế sống bố anh. Diệp Bắc Minh hoàn toàn nổi khùng, sát khí bùng nổ như một tòa núi lửa. Kiếm không tên xuất hiện trong tay, anh trực tiếp chém một kiếm về phía đầu Mạc Huyền. Mạc Huyền cảm nhận được nguy hiểm, đang muốn ra tay ngăn cản. Bịch. Tiếng động long trời lở đất vang lên, Mạc Huyền bay thẳng ra ngoài, cửa đại điện chân võ ầm ầm nổ tung. Thằng kia, mẹ nó ông đây có thủ oán với mày hả? Mạc Huyền đứng dậy. Toàn thân máu me đầm đìa, tức đến run người. Sát ý trong mắt Diệp Bắc Minh chớp động, tao giết mày còn cần lý do à? Vừa dứt lời, đại điện chân võ lập tức như ong vỡ tổ. Đụ mẹ! Mẹ nó thật là hung hăng càn quấy. Ông đây chưa bao giờ gặp được kẻ hung hăng càn quấy như vậy. Tên Diệp Càn Khôn này có phải kẻ điên không vậy? Sao anh ta nhìn ai cũng không thuận mắt? Mọi người không biết ân oán giữa hai người, ai nấy đều choáng váng. Địt, mẹ nó mày muốn chết à? Mạc Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, suýt chút nữa hộc máu vì tức giận. Bước một bước dài, ma khí trong cơ thể sôi trào, gần như muốn thẩm thấu qua thân thể. Một giây sau, trong đầu Mạc Huyền vang lên một giọng nói, Mạc Huyền, không thể bại lộ thân phận ma tộc của cậu. Trong lòng Mạc Huyền rít gào, đại nhân, vì sao chứ? Thằng chó đẻ này quả thực khinh người quá đáng. Tôi hoàn toàn không quen biết anh ta, thậm chí trước đó cũng chưa từng gặp anh ta. Hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, tôi vừa mới bước vào cửa anh ta đã muốn giết tôi. Quá đáng, thật là quá đáng. Đáng chết, tôi đâu từng chịu khuất nhục nhường này. Trong lòng Mạc Huyền điên cuồng gào thét. Ám sắc ma thần lạnh giọng nói, nếu như cậu ra tay, sẽ mất đi tư cách tham gia đại hội chân võ. Bổn tọa muốn cậu tiến vào cấm địa luân hồi tìm một vật, nếu như cậu không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Vậy cậu cũng không cần thiết sống nữa. Mạc Huyền run lên. Lúc này, Diệp Bắc Minh đã xuất hiện bên cạnh gã. Kiếm không tên chém về phía đầu Mạc Huyền. Trong đại điện, những người tu võ khác sôi nổi biến sắc, Diệp Càn Khôn ra sát chiêu. Đù! Mạc Huyền gào lên, ra tay ngăn cản. Không dám sử dụng ma khí. Kiếm khí mạnh mẽ cuồn cuộn, quần áo trên người Mạc Huyền nổ tung từng tấc một. Phụt. Kiếm khí kinh khủng nện xuống lồng ngực gã, chém rách một lỗ hổng máu me đầm đìa. Mạc Huyền bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Thằng kia, con mẹ nó mày rốt cuộc là ai? Tao hoàn toàn không quen biết mày, có phải mày điên rồi không? Mạc Huyền gào thét. Diệp Bắc Minh lạnh lẽo đi về phía Mạc Huyền, kiếm không tên không hề lưu tình chém xuống. Mạc Huyền chật vật tránh né, gã rõ ràng có thực lực chém giết người này, lại không dám lộ ra. Vẫn luôn bị đè nặng đánh, cảm giác này quá nghẹn khuất. Phế vật, đánh trả đi. Diệp Bắc Minh trào phúng, vì sao mày không dám đánh trả? Hạng 7 thiên bảng chẳng lẽ chỉ là loại phế vật này thôi sao? Mày! Mạc Huyền tức giận phun ra một ngụm máu tươi. Suýt nữa không nhịn được mà ra tay. Nhưng! Trong đầu gã truyền đến giọng nói của ám sắc ma thần, khiến gã không dám ra tay thật. Chỉ có thể bị động ăn đòn, không ngừng tránh né. Cuối cùng! Hai người các cậu lại dám đánh nhau trong đại điện chân võ. Một uy áp mạnh mẽ đánh úp lại, đẩy lui hai người. Ông lão mặc áo gai đen mặt bước tới, Diệp Càn Khôn, Mạc Huyền, các cậu thật to gan. Người đâu, trục xuất hai người này khỏi đại điện chân võ,
vĩnh viễn không được tham gia đại hội chân võ. Mạc Huyền giật nảy mình, kéo thân thể bị thương nặng vội vàng nói, tiền bối, ngài hiểu lầm rồi. Chúng tôi chỉ đang so tài, không hề đánh nhau. Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Xảy ra chuyện gì vậy? Thế này cũng gọi là so tài. Bọn họ kinh ngạc nhìn Mạc Huyền. Khắp người Mạc Huyền đầy máu, bị thương nặng, vô cùng chật vật. Lại còn nói đỡ cho Diệp Càn Khôn, đầu óc gã bị hỏng à? Ông lão mặc áo gai nhíu mày, Diệp Càn Khôn, gã nói sự thật à? Diệp Bắc Minh cũng rất bất ngờ. Anh khẽ suy tư, rồi gật đầu, đúng vậy, chúng tôi chỉ đang so đấu một chút thôi. Hừ, muốn so đấu thì đi đài võ đạo. Ông lão mặc áo gai hừ lạnh, lại gây ra trò khôi hài như vậy, hai người cùng nhau bị xóa tên. Tiệc tối đến đây là kết thúc, mọi người đi về nghỉ đi. Quay người, lần nữa biến mất. Mạc Huyền hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Bắc Minh, thằng kia, mày tên là gì? Diệp Bắc Minh chuẩn bị diễn vai kiêu căng đến cùng, ông đây đi không đổi tên, ngồi không đổi họ Diệp Càn Khôn. Phụt, ha ha ha, tiểu sư đệ xấu xa quá. Vương Như Yên lén lút che miệng lại, suýt chút nữa phỉ cười. Khóe miệng Chu Lạc Ly co giật, em lại còn đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Khuôn mặt Mạc Huyền đen xì, được, Diệp Càn Khôn, tao ghim mày. Bỏ lại một câu, gã nhanh chóng rời đi. Sợ tên điên này lại đuổi theo. Mặc Bạch Y kiêng kỵ nhìn Diệp Bắc Minh, người này là kẻ điên, cố gắng hết sức đừng trêu chọc cậu ta. Trần Vô Diễn, ông lão thiên độc, Mạc Huyền. Ngoài phụ nữ ra, ai cậu ta cũng tấn công bừa bãi hết. Sau khi trở về chỗ ở, mặt mũi Mạc Huyền tràn ngập sát ý lạnh như băng, đại nhân, rốt cuộc ngài muốn tôi tiến vào vùng đất luân hồi tìm thứ gì? Cấm địa luân hồi này không vào không được à? Nếu như có thể sử dụng sức mạnh của ma tộc, một cái tát của thuộc hạ là có thể đập chết tên Diệp Càn Khôn kia. Ám sắc ma thần bình tĩnh nói, bổn tọa muốn tìm một kiện chí bảo. Chí bảo. Lửa giận của Mạc Huyền hơi lắng lại. Giọng nói của ám sắc ma thần tiếp tục truyền đến, chính xác. Nếu có được vật này, bổn tọa sẽ không còn bị vây trong thế giới này nữa, có thể rời khỏi nơi này. Mạc Huyền nghi hoặc, đại nhân, thế giới tam thiên lớn như vậy. Chúng ta cùng nhau xưng bá thế giới tam thiên, chẳng lẽ không tốt à? Ám sắc ma thần cười lạnh, ếch ngồi đáy giếng, ngẩng đầu nhìn trời. Cậu cho rằng thế giới tam thiên chính là toàn bộ thế giới sao? Trong mắt bọn họ, thế giới tam thiên chính là chuồng heo. Các người chẳng khác gì đám heo trong chuồng heo cả. Cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh trở lại chỗ ở đại điện chân võ sắp xếp. Nơi đây có kết giới ngăn cách, bên ngoài không thể cảm nhận được bên trong. Diệp Bắc Minh đi vào trong viện, hạ lệnh, hình nộm, đi ra. Một giây sau, hình nộm trống rỗng xuất hiện. Diệp Bắc Minh không hề do dự tháo mặt nạ xuống, ném cho hình nộm, đeo lên. Từ giờ trở đi, mày chính là Diệp Càn Khôn. Bỏ lại câu nói này, anh quay người biến mất trong màn đêm. Chuồng heo. Mạc Huyền ngây người, đại nhân, lời này của ngài là có ý gì? Ám sắc ma thần cười lạnh, đây chính là chân tướng của thế giới tam thiên. Năm đó, người phụ nữ kia mang đến một tòa tháp, khiến tôi biết núi cao còn có núi cao hơn. Mạc Huyền đang muốn hỏi thêm. Kết giới truyền đến chấn động kịch liệt, rồi ầm ầm nổ tung. Gào giống. Tiếng rồng ngâm vang lên. Con người Mạc Huyền co lại, hơi thở này là. Một giây sau, nóc phòng vỡ vụn. Mảnh vỡ bay tứ tung. Một giọng nói lạnh như băng rơi vào tai gã, Mạc Huyền, giờ chết của mày đến. Âm thanh gì vậy? Đi, đi xem chút đi. Người tu võ bên trong điện chân võ đều bị quấy dày, sôi nổi lao ra. Chỉ thấy, trong bầu trời đêm, một thanh niên đang đứng lơ lửng trên không trung, sau lưng ánh sáng đỏ như máu ngập trời, chín con ma long vặn vẹo. Mạc Huyền lao ra, con người co rụt lại, Diệp Bắc Minh. Thằng chó đẻ, ông đây đéo đi tìm mày, mày lại tự tìm tới cửa. Diệp Bắc Minh, anh ta chính là sát thần Diệp Bắc Minh.
Rất nhiều người lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy vị sát thần trong truyền thuyết này. Đúng lúc đó, hình nộm mang theo mặt nạ màu tím của Diệp Bắc Minh xuất hiện, đứng ở trong đám người xem cuộc vui. Vương Như Yên, Hoàng hậu Hồng Đào, Chu Lạc Ly giật nảy cả mình, cậu ta không phải tiểu sư đệ. Xảy ra chuyện gì vậy? Tô Tử Lăng ngây dại, hả? Mình nhận lầm người. Chẳng phải uổng công mình bị ăn đậu hũ. Cùng lúc đó, chỗ sâu trong điện chân võ. Sở Sở nhìn Diệp Bắc Minh đột nhiên xuất hiện, chị ơi, chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ Diệp Càn Khôn kia không phải là Diệp Bắc Minh? Sở Vị Ương cũng sửng sốt. Lông mày xoắn lại với nhau. Ngay từ đầu, hai chị em đã ngầm thừa nhận Diệp Càn Khôn chính là Diệp Bắc Minh. Giờ phút này lại xuất hiện thêm một Diệp Bắc Minh. Hơi thở giống nhau như đúc, nếu Diệp Càn Khôn này không phải Diệp Bắc Minh, vậy cậu ta là ai? Sở Vị Ương nghĩ trăm lần vẫn không ra. Cô ta khẽ suy ngẫm. Xem kỹ rồi hắn nói. Cùng lúc đó, giống. Tiếng rồng ngâm vang lên, chín con rồng đen đồng thời xuất hiện. Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục bộc phát, kiếm khí đỏ tươi như tia chớp cắt ngang đêm tối. Mạc Huyền, giờ chết của mày đã đến. Diệp Bắc Minh vô cùng hung hăng. Mạc Huyền tức hổn hển, thằng chó hoang, tao đéo tìm mày gây chuyện, mày lại dám đến tìm tao. Gã dậm chân thật mạnh, gạch dưới chân nổ tung. Sau lưng gã, một con rồng đen lao ra, thân rồng bay vút lên, vô cùng dữ tợn đánh úp về phía Diệp Bắc Minh. Cửu Tiêu, Đồ Long. Diệp Bắc Minh tiện tay chém một kiếm. Gào giống. Con rồng đen kêu lên thảm thiết, thân thể bị kiếm khí xé rách, chỉ chớp mắt đã mai một. Mạc Huyền biến sắc, lập tức bấm niệm thần chú, ánh sáng đỏ trên người dâng trào. Sau lưng gã hiện lên một đồ đằng huyết lang có 9 đầu. Cùng lúc ấy, Diệp Bắc Minh đã đi đến trước người gã, chém một kiếm xuống đầu gã. Mạc Huyền vội vàng ra tay ngăn cản, trong khoảnh khắc tiếp xúc với kiếm Càn Khôn Trấn Ngục, hai tay gã chợt hóa thành một đám xương máu. Đồ đằng tuyết lang phía sau ầm ầm nổ tung. Cả người gã bay ngược ra ngoài như diều đứt dây, và đập sụp một vách tường, cuốn lên bụi mù đầy trời. Mày! Mạc Huyền chật vật đứng lên, trong lòng nổi sóng to gió lớn. Thực lực của thằng chó đẻ này lại tăng lên, dựa vào đâu chứ? Ám sát ma thần mở miệng, đi! Chỗ cụt tay của Mạc Huyền lập lòe ánh sáng đỏ, một cặp cánh tay mới tinh mọc ra. Gã không cam lòng gầm nhẹ, đại nhân, tôi vẫn chưa dùng hết sức mình. Nếu như tôi toàn lực ra tay, cộng thêm sự hỗ trợ của ngài, nhất định có thể chém giết thằng chó đẻ này. Ám sát ma thần lạnh giọng, tôi bảo cậu đi, bổn tọa nói cậu nghe không hiểu. Bất luận kẻ nào cũng không ngăn được kế hoạch của bổn tọa. Rõ. Mạc Huyền gắt gao cắn chặt răng, oán độc nhìn Diệp Bắc Minh, rồi xoay người chạy. Diệp Bắc Minh cười lạnh, muốn chạy. Mạc Huyền, hôm nay là ngày chết của mày. Anh lập tức đuổi theo, kiếm Càn Khôn Trấn Ngục chém xuống. Không khí nổ tung, thân thể Mạc Huyền bay ngược ra ngoài, máu me đầm đìa đập xuống đất. Thằng chó hoang, bố của mày cũng không dám đối xử với tao như vậy, sao mày lại dám? Mạc Huyền điên cuồng gào thét. Diệp Bắc Minh lười nói nhảm, trực tiếp tấn công. 9 con rồng đen sau lưng anh càn quét từ 9 hướng khác nhau. Một hơi thở tử vong ập tới. Mạc Huyền gầm nhẹ, mọi người còn đứng ngây ra đó làm gì? Các người không giết kẻ này, không muốn giải thưởng 10 tỷ thần nguyên của Thiên Đạo Tông à? Vô Thủy Kiếm Hoàng từng nói, chỉ cần có người chém giết kẻ này, sẽ thu người đó làm đệ tử cuối cùng. Các người không ai động tâm sao? Gã vừa nói dứt lời, rất nhiều người tu võ ở đây chợt đỏ mắt. Vẻ tham lam và nóng nảy chợt lóe lên rồi biến mất. Một giây sau. Vèo. Một người thanh niên áo tím bước ra một bước, tôi tên Tống Dương Đình, thiếu chủ nhà họ Tống, vị thiên chi kiêu tử đứng hạng 69 của thiên bảng. Diệp Bắc Minh, nhớ kỹ. Người giết cậu, Tống. Diệp Bắc Minh không thèm quay đầu lại, chém ra một kiếm. Một đám xương máu nổ tung, âm thanh của Tống Dương Đình chợt im bặt. Trời ạ! À, những người tu võ hầm hè muốn thử khác đều khiếp sợ lui lại,
Đôi mắt Mặc Bạch Y nhíu lại, Vũ huynh, thực lực của kẻ này thế nào? Biểu cảm Vũ Thiên Tuyệt ngưng trọng, rất mạnh, vô cùng mạnh. Nếu có thể, tôi muốn làm bạn của anh ta mà không phải kẻ thù của anh ta. Ngoài 10 vị trí đầu của thiên bảng ra, thực lực của những người khác sẽ không có khác biệt quá lớn. Tống Dương Đình xếp hạng 69 thiên bảng, dù là Vũ Thiên Tuyệt cũng không dám nói có thể giết hắn ta trong một chiêu. Diệp Bắc Minh lại làm được. Thậm chí còn không thèm quay đầu lại. Kẻ này quá nghịch thiên. Không nhìn ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Diệp Bắc Minh chuẩn bị dùng một kiếm giết chết Mạc Huyền. Hơn 10 bóng dáng già nua nhanh chóng bay tới, trong nháy mắt nhìn thấy Diệp Bắc Minh, đôi mắt bọn họ dâng lên sát ý. Anh ta chính là Diệp Bắc Minh. Lão già mặc áo xanh cầm đầu quát khẽ. Người của Thiên Đạo Tông bước lên trước, vây quanh Diệp Bắc Minh, đằng đằng sát khí. Lão già mặc áo xanh phong tỏa Diệp Bắc Minh, thằng chó đẻ, mày lại còn dám xuất hiện. Lập tức quỳ xuống đất giơ tay chịu trói, tự phế võ công, rồi tự chặt hai tay. Nếu không Thiên Đạo Tông bọn tao nhất định sẽ khiến mày sống không bằng chết. Diệp Bắc Minh quét mắt nhìn bọn họ cút, không thì chết. Lão già mặc áo xanh cười lạnh, để lại người sống, tao muốn xem thử miệng của thằng chó này cứng đến mức nào. Hơn 10 lão già ép sát từng bước, đằng đằng sát khí vây quanh. Bao gồm cả lão già mặc áo xanh, có tổng cộng 3 người cảnh giới tạo hóa, 11 người cảnh giới siêu phàm đỉnh phong. Đổi thành bất kỳ ai, trừ phi là tồn tại cảnh giới chúa tể, nếu không chắc chắn sẽ phải chết. Đột nhiên, mấy tiếng quát khẽ vang lên. Không được phép tổn thương đến tiểu sư đệ của tôi. Tiểu sư đệ, các chị tới giúp em. 3 bóng hình xinh đẹp xông ra khỏi đám người, đứng chung một chỗ với Diệp Bắc Minh. Chính là 3 người Vương Như Yên, Hoàng hậu Hồng Đào, Chu Lạc Ly. Các cô ấy là sư tỷ của Diệp Bắc Minh. Mỗi người đều là tuyệt sắc nhân gian. Người tu võ ở đó đều sửng sốt. Tiểu Độc Tiên khẽ cắn môi đỏ, cũng bước ra một bước. Ông lão Thiên Độc ra tay, rơi xuống vai Tiểu Độc Tiên, đè lại cô ấy, Tiên Nhi, con muốn làm gì? Tiểu Độc Tiên khàn giọng lên tiếng, sư phụ, buông tay. Con nói cái gì, con dám nói chuyện với vi sư như vậy, ông lão Thiên Độc nổi giận. Tiểu Độc Tiên quát khẽ cút đi. Vèo. Độc thể bùng nổ, ông lão Thiên Độc khiếp sợ, điên cuồng lùi lại, cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình. Lập tức biến sắc, nguy rồi. Bàn tay đã thối rữa, chỉ còn mấy cây xương trắng. Ông ta không hề do dự, quả quyết nắm lấy bả vai phía cánh tay trúng độc, đột nhiên xé xuống. Tay cụt rơi dưới đất khô héo trong nháy mắt, hóa thành xương trắng. Nếu loại độc này lan ra toàn thân, hậu quả khó mà lường được. Một giây sau, Tiểu Độc Tiên chợt xuất hiện bên người Diệp Bắc Minh, tiểu sư đệ, tính thêm cả chị nữa. Diệp Bắc Minh nở nụ cười bất đắc dĩ, 4 vị sư tỷ, các chị không cần để lộ bản thân mình. Vương Như Yên kiên định nói, tiểu sư đệ, các chị có thể trơ mắt nhìn em bị bắt nạt sao? Đúng đấy, chỉ có các chị có thể bắt nạt em. Hoàng hậu Hồng Đào xoa đầu Diệp Bắc Minh, người khác không được. Vẻ mặt đầy cương triều. Chu Lạc Ly nắm lấy không khí, một thanh bảo kiếm chợt xuất hiện trong tay, muốn động đến tiểu sư đệ của tôi. Hãy bước qua xác tôi trước đã. Xương độc trên người Tiểu Độc Tiên dâng trào, ai dám động đến một cọng tóc của tiểu sư đệ tôi, tất cả mọi người đều chôn cùng luôn. Lão già mặc áo xanh cười, Diệp Bắc Minh, có nhiều hồng nhan chi kỷ chết cùng mày như vậy, trên đường xuống dưới kia mày sẽ không cô đơn đâu. Yên tâm, sau khi giết mày, lão phu sẽ tặng người nhà xuống gặp mày nữa. Diệp Bắc Minh cười một tiếng, nếu đã vậy, các sư tỷ kề vai chiến đấu cùng em đi. Được. 4 vị sư tỷ đồng loạt gật đầu, kiên định đứng sau lưng Diệp Bắc Minh. Lão già mặc áo xanh buồn cười lắc đầu, giữ lại mạng sống của thằng chó đẻ này cho lão phu, còn 4 con đàn bà kia, giết không tha. Rõ. Hơn 10 lão già đồng loạt ra tay, vô số kiếm khí kinh khủng và năng lượng tàn phá bừa bãi bùng nổ. Bao gồm cả lão già mặc áo xanh. 3 tên cảnh giới tạo hóa và 6 tên cảnh giới siêu phàm đánh úp về phía Diệp Bắc Minh. 6 người khác thì lao về phía 4 vị sư tỷ.
thằng chó đẻ, quỳ xuống cho lão phu. Một lão già cảnh giới siêu phàm có hàm răng hô cười đầy âm trầm. Lão ta đấm ra một quyền, ngưng tụ thành một con rắn to màu đen. Nó mở to mồm máu, lao về phía Diệp Bắc Minh. Cút! Diệp Bắc Minh quát khẽ, chín con rồng đen sau lưng gào thét, đánh úp về phía con rắn đen. Chỉ chớp mắt đã xé xác nó, rồi cắn nuốt. Đồng thời, Diệp Bắc Minh khóa chặt người này, kiếm trong tay hung ác chém xuống, ai ra tay trước, người đó chết trước. Âm thanh nổ tung như sấm rền. Khiến người ta đinh tai nhức óc, màng nhĩ suýt chút nữa nổ tung. Mà điều khiến mọi người còn sợ hãi hơn đã xảy ra, sau khi bị kiếm khí đánh trúng, lão già răng hô phát ra một tiếng kêu thảm thiết, chư vị trưởng lão, cứu tôi. Xương máu nổ tung. Hít hà. Mấy người khác hít ngược một hơi khí lạnh, không nhịn được mà lùi lại. Một chiêu này của Diệp Bắc Minh mạnh bạo giết chết con chim đầu đàn, 10 lần như một sao hả? Không ai dám ra tay nữa. Con người lão già mặc áo xanh co rúm lại, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, đừng có tin lời sằng bậy của cậu ta, tên này đang cố ý lừa chúng ta đấy. Lừa ông, tôi cần chắc, ông đánh giá bản thân cao quá rồi đấy. Diệp Bắc Minh cười nói, không phải tôi chưa từng giết cảnh giới tạo hóa trước đây. Nếu ông đã không tin, kế tiếp tôi giết ông. Dứt lời, anh khóa chặt lão già mặc áo xanh. Giống. Tiếng rồng ngâm vang lên. Lão già áo xanh có cảm giác bị tử thần nhìn chằm chằm. Như thể bị kẻ khác bóp lấy cổ họng, không thể thở nổi. Ngăn cậu ta lại. Trong chớp nhoáng này, lão già mặc áo xanh hơi luống cuống. Những người còn lại của Thiên Đạo Tông chợt phản ứng lại, sôi nổi ra tay, chuẩn bị ngăn cản Diệp Bắc Minh. Nhưng đúng lúc này, anh lại chợt biến mất ngay dưới mắt bọn họ. Người đâu? Một giây sau. Một tiếng động vô cùng lớn vang lên phía sau bọn họ, đám người Thiên Đạo Tông quay đầu nhìn. Chỉ thấy lão già áo xanh đang bay ngược ra ngoài như chó chết, rơi xa trăm mét. Lồng ngực nổ tung. Toàn bộ xương sườn hóa thành bột phấn, đan điền và trái tim đều bị nổ. Một kiếm đánh bại cảnh giới tạo hóa. Trời à! Toàn trường tĩnh mịch. Ai ai cũng lộ ra biểu cảm hoảng sợ muốn chết, suýt chút nữa rớt cả tròng mắt ra ngoài. Mặc Bạch Y run lẩy bẩy, chấn động cúi đầu, rốt cuộc anh ta mạnh đến mức nào? Phú Thiên Tuyệt nuốt một ngụm nước bọt, tôi nói rồi đi. Đừng làm kẻ địch với anh ta. Thánh nữ Tổ Long Điện kích động, khuôn mặt đỏ bừng, sau mỗi lần gặp lại anh ta, thực lực của anh ta đều tăng trưởng mấy cấp độ vậy. Tổ Tử Lăng ngưỡng mộ, Diệp Càn Khôn và Diệp Bắc Minh, ai mạnh hơn nhỉ? Mộ Dung Tình nhìn thoáng qua Diệp Bắc Minh, lại quay sang nhìn Hình Nộm, rồi nhíu mày. Đang lúc mọi người ở đây khiếp sợ. Một tiếng nói già nua đột ngột vang lên, người của Thiên Đạo Tông thật đúng là phế vật. Ai đang nói chuyện? Tất cả đều giật mình, nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy một lão già râu tóc bạc phơ, trông giống Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn chậm rãi đi tới. Khoảnh khắc trông thấy người này, Vũ Thiên Tuyệt kích động đến toàn thân run rẩy, tiền bối Vô Thủy Kiếm Hoàng. Sao ngài lại tới đây? Người này là Vô Thủy Kiếm Hoàng. Toàn trường xôi trào. Một vài người tu võ thậm chí còn quỳ rạp xuống đất. Điên cuồng dập đầu với Vô Thủy Kiếm Hoàng, hy vọng trở thành đệ tử của ông ta. Lão già mặc áo xanh cực kỳ kích động, bò đến dưới chân Vô Thủy Kiếm Hoàng, tiền bối, tôi là trưởng lão của Thiên Đạo Tông. Chỉ cần ngài có thể giúp Thiên Đạo Tông giết chết Diệp Bắc Minh, Thiên Đạo Tông nhất định. Vô Thủy Kiếm Hoàng không nhịn được phun ra hai chữ, ồn ào. Đạp một chân xuống, tiếng răng rắc giòn giã vang lên, đầu của lão già mặc áo xanh nổ tung. Hồ trưởng lão. Mọi người của Thiên Đạo Tông thốt lên, ai ai cũng tức giận nhìn về phía Vô Thủy Kiếm Hoàng. Vô Thủy Kiếm Hoàng nhìn xuống đám người Thiên Đạo Tông, các người có ý kiến? Không dám. Nơi ánh mắt ông ta đảo qua, toàn bộ trưởng lão Thiên Đạo Tông đều cúi đầu. Vô Thủy Kiếm Hoàng chuyển mắt, rơi xuống người trên người Diệp Bắc Minh. Vẫn chỉ có hai chữ tự sát. Diệp Bắc Minh không kiêu ngạo không tự ti. Bảo tôi tự sát, ông tính cái thá gì?
cảnh giới chúa tể rất đáng gờm sao? Tạch, tạch, tạch. Đám người tu võ đang quỳ dưới đất đồng loạt ngẩng đầu, nhìn Diệp Bắc Minh như đang nhìn một kẻ điên. Nghẹt thở. Lạnh lẽo. Đầu óc của mọi người đông cứng, toàn thân run rẩy, trái tim gần như ngừng đập. Tô Tử Lăng trừng lớn mắt, trời ạ, chẳng lẽ anh ta không biết cảnh giới chúa tể có ý nghĩa như thế nào sao? Dù là nhà họ Tô chúng tôi, chỉ cần một câu nói của Vô Thủy Kiếm Hoàng cũng phải kính cẩn nghe theo. Vô Thủy Kiếm Hoàng vô cùng bình tĩnh, cậu chỉ cần biết, cảnh giới chúa tể muốn giết cậu, chỉ cần một chiêu là đủ. Ông ta duỗi tay, đè xuống phía Diệp Bắc Minh. Chân nguyên ngưng tụ trên không trung, hình thành một bàn tay to lớn dài mười mấy mét. Một luồng sức mạnh tận thế phong tỏa Diệp Bắc Minh, tay anh cầm kiếm Càn Khôn Chấn Ngục chém ra, kiếm khí đỏ như máu bộc phát. Ầm. Trong chớp mắt tiếp xúc với bàn tay của Vô Thủy Kiếm Hoàng, kiếm khí đỏ như máu lại lập tức tiêu tán. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, đây chính là sức mạnh của cảnh giới chúa tể sao? Anh không hề do dự, thoát ra lui lại. Ảnh Thuấn đang chuẩn bị tránh né một chưởng này. Vô Thủy Kiếm Hoàng chợt cười một tiếng, phép tắc thời gian. Khá thú vị đấy. Đáng tiếc, tôi cũng hiểu phép tắc thời gian. Không gian bỗng chấn động, sau khi Diệp Bắc Minh sử dụng Ảnh Thuấn, anh lại không hề rời đi ngay lập tức. Chỉ bước một bước mà thôi. Cùng lúc đó, bàn tay của Vô Thủy Kiếm Hoàng đè ép xuống. Ầm. Diệp Bắc Minh như bị sét đánh, trực tiếp đập xuống mặt đất. Tiểu sư đệ, Vương Như Yên, Hoàng hậu Hồng Đào, Chu Lạc Ly, Tiểu Độc Tiên biến sắc, nhao nhao xông lên. Lúc bọn họ lại gần, một luồng sức mạnh đánh bay bốn người ra ngoài, quăng mạnh xuống đất. Vô Thủy Kiếm Hoàng duỗi tay, năng lượng trong tay bóp chặt lấy Diệp Bắc Minh đang thoi thóp, người trẻ tuổi, bây giờ biết sức mạnh của cảnh giới chúa tể chưa? Tiểu sư đệ, Vương Như Yên, Hoàng hậu Hồng Đào, Chu Lạc Ly, Tiểu Độc Tiên điên cuồng xông lại, nhưng bị một luồng lực lượng ngăn cản ở ngoài. Không thể lại gần. Xương cốt toàn thân Diệp Bắc Minh vỡ vụn, cười đầy thê thảm, ha ha ha, quả thực rất mạnh. Chính xác. Vô Thủy Kiếm Hoàng tán thưởng gật đầu, tiện tay vứt Diệp Bắc Minh xuống đất, quỳ xuống, dập đầu. Tôi cho cậu chết thoải mái. Ha 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 ha. Diệp Bắc Minh cười to, tôi quỳ cái đệch ấy. Diệp Bắc Minh tôi chỉ quỳ bố mẹ sư phụ, ngay cả trời đất cũng đéo quỳ. Chỉ là một tên cảnh giới chúa tể, tính cái thá gì. Lại bảo tôi quỳ xuống, ông cũng xứng. Tạch. Ánh mắt kính nế của tất cả mọi người rơi xuống người Diệp Bắc Minh. Gần như chẳng có ai còn có thể có khí phách như vậy khi đối mặt với cảnh giới chúa tể. Vô Thủy Kiếm Hoàng hài hước bật cười, thú vị đấy, chỉ tiếc mạnh miệng là vô dụng. Nếu đã vậy, cậu đi chết đi. Diệp Bắc Minh hỏi lại, ông cho rằng tôi sợ chết. Chỗ sâu nhất của điện chân võ. Gương mặt xinh đẹp của Sở Sở hiện lên vẻ lo lắng, chị, mau cứu anh ta đi. Vẻ mặt Sở Vị Ương vô cùng lạnh lùng, quy củ của nhà họ Sở, không thể quấy nhiễu sự vận hành của thế giới vũ nội. Bao nhiêu người đang xem, em muốn để chị trái với quy củ. Sở Sở nắm chặt lấy cánh tay Sở Vị Ương, chị, nếu anh ta chết rồi, ai sẽ đi tìm tháp Càn Khôn Chấn Ngục chứ? Sở Vị Ương lạnh nhạt đáp, Diệp Bắc Minh không phải là ứng cử viên duy nhất, tên Diệp Càn Khôn kia cũng không tệ. Chị! Sở Sở nôn nóng dậm chân, rơi nước mắt, em không muốn để anh ta chết đâu. Cùng lúc đó, Vô Thủy Kiếm Hoàng nhìn thoáng qua bốn người Vương Như Yên, Hoàng hậu Hồng Đào, Chu Lạc Ly, Tiểu Độc Tiên. Luôn có thứ khiến cậu sợ hãi. Nếu tôi làm bốn người bọn họ chết trước mặt cậu, không biết cậu có biết sợ hay không? Ông ta vừa dứt lời này, khuôn mặt Diệp Bắc Minh đỏ lên, ông dám. Vô Thủy Kiếm Hoàng mỉm cười, xem kìa, vẫn có thứ làm cậu sợ. Cậu càng sợ điều gì, tôi càng khiến cậu mất đi thứ đó. Nhớ kỹ, bốn người phụ nữ này chết vì chính cậu. Nói xong, bàn tay năng lượng nâng lên, nghiền ép về phía bốn vị sư tỷ Vương Như Yên, Hoàng hậu Hồng Đào, Chu Lạc Ly, Tiểu Độc Tiên. Nếu một chưởng này rơi xuống, bốn người chắc chắn hóa thành bãi xương máu. Trong cổ họng Diệp Bắc Minh phát ra tiếng rít gào như thú dữ, địch. Vô
Phô Thủy Kiếm Hoàng, ông dám làm tổn thương đến các cô ấy. Tôi cam đoan nhất định sẽ giết hết tất cả những người có quan hệ với ông. Phô Thủy Kiếm Hoàng gật đầu, được đấy, tôi chờ cậu. Bàn tay năng lượng rơi xuống nhanh hơn. Mẹ kiếp! Diệp Bắc Minh hoàn toàn phát điên, thiêu đốt tất cả tinh huyết. Ngay lúc Diệp Bắc Minh chuẩn bị thiêu đốt tất cả tinh huyết, đánh một trận sống chết. Trong đầu anh chợt vang lên một giọng nói, nhóc, cậu làm gì hả? Điên rồi sao? Thân thể Diệp Bắc Minh run lên, tiểu tháp, mau ra tay. Nhóc, cảnh giới chúa tể. Cậu lại chọc chuyện gì rồi? Một người một tháp, cùng chung ý thức. Tất cả những gì xảy ra gần đây lần lượt hiện lên. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục lập tức hiểu ra hết thảy, nhóc, bản tháp đang say giấc nồng, đột nhiên bị đánh thức bởi quyết định thiêu đốt tinh huyết của cậu. Cho nên, dù bản tháp có ra tay, cũng chỉ có thể ra tay một lần. Trừ phi cậu chắc chắn giết được người này, nếu không, sau khi bản tháp ra tay, lần này sẽ thật sự lâm vào giấc ngủ say vĩnh cửu. Nhớ kỹ, cậu chỉ có cơ hội một lần. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vô cùng ngưng trọng. Đúng lúc này, bàn tay năng lượng nện xuống. Lập tức đập bốn vị sư tỷ thành xương máu. Không có thời gian nữa. Diệp Bắc Minh sải bước ra, ngăn cản trước thân thể bốn vị sư tỷ. Máu tươi trên người anh bùng cháy. Ầm. Sức mạnh như sao chổi va chạm địa cầu đè ép xuống. Hai chân Diệp Bắc Minh ngập thật sâu xuống mặt đất. Anh liều mình, máu thịt trên người nổ tung, cứng rắn gánh lấy một kích này. Tiểu sư đệ. Đôi mắt của Vương Như Yên, Hoàng hậu Hồng Đào, Chu Lạc Ly, tiểu độc tiên tràn ngập tơ máu. Diệp Bắc Minh gầm nhẹ, đi, đều đi cho em. Dù có phải chết, chúng ta cũng phải chết cùng với nhau. Vương Như Yên rơi lệ đầy mặt. Ánh mắt Phô Thủy Kiếm Hoàng lạnh nhạt, nhìn từ trên cao xuống bọn họ, chậc chậc chậc, chết cũng phải chết cùng với nhau. Thật khiến người ta cảm động. Lão Phu thật sự không đành lòng. Diệp Bắc Minh, chỉ cần cậu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nói một tiếng mình sai rồi. Phô Thủy Kiếm Hoàng nghiền ngẫm, tôi chỉ giết một mình cậu, để lại mạng sống rẻ mạt của bốn sư tỷ cậu, sao hả? Giết người chu tâm. Diệp Bắc Minh khàn giọng nói, ha ha ha, nằm mơ. Phô Thủy Kiếm Hoàng hài hước lắc đầu, đáng tiếc, Lão Phu đã cho cậu cơ hội, chính cậu không hề nắm chặt. Cũng tốt, Lão Phu muốn xem thử xương cốt của cậu cứng đến nhường nào. Nhắc nhở một câu, cảm giác xương cốt bị nghiền nát từng cái một không hề dễ chịu. Dứt lời, bàn tay của Vô Thủy Kiếm Hoàng đè xuống. Sức mạnh hủy diệt thiên địa đánh úp xuống. Tiếng răng rắc giòn giã vang lên, một xương chân của Diệp Bắc Minh hoàn toàn gãy lìa. Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục cắm xuống đất. Mới không khiến anh quỳ xuống. Tiểu sư đệ, để chị giúp em. Vương Như Yên bước đến sau lưng Diệp Bắc Minh. Thiêu đốt máu tươi. Tất cả sức mạnh hội tụ vào một chỗ, dung nhập vào trong thân thể Diệp Bắc Minh. Thiêu đốt tinh huyết, cùng liều chết một trận với tiểu sư đệ. Ba người Hoàng hậu Hồng Đào, Chu Lạc Ly, tiểu độc tiên không hề do dự. Đồng loạt làm theo, thiêu đốt tinh huyết. Trong chớp mắt sức mạnh của bốn vị sư tỷ chui vào trong cơ thể Diệp Bắc Minh. Máu Diệp Bắc Minh sôi trào, sư tỷ. Một giây sau, giọng nói lạnh như băng của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, nhóc, sức mạnh đủ rồi. Diệp Bắc Minh đột ngột ngẩng đầu, rút ra kiếm Càn Khôn Chấn Ngục, Vô Thủy Kiếm Hoàng, chết đi cho ông mày. Gào giống. Chín con rồng đen sau lưng anh đồng thời rít gào. Từ bên trong Tháp Càn Khôn Chấn Ngục bộc phát ra một sức mạnh hủy diệt đất trời. Một kiếm ra. Trời đất chấn động, quỷ thần khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Bắc Minh còn có sức lực phản kháng sao? Lúc mọi người ở đây đang kinh ngạc. Ầm ầm. Trong phạm vi ngàn mét xung quanh, tất cả kiến trúc hóa thành bột mịn trong nháy mắt. Những người tu võ đang xem trận chiến bị luồng kiếm khí này nhẹ nhàng đụng phải đều lập tức biến thành xương máu. Kiếm khí thật là kinh khủng, mau lùi lại. Đám người tu võ còn lại bị dọa sợ, sắc mặt tái nhạt, điên cuồng chạy trốn ra ngoài ngàn mét. Đám người Vũ Thiên Tuyệt, Mặc Bạch Y,
Thánh nữ Tổ Long Điện khiếp sợ quay đầu. Đôi mắt đẹp của Mộ Dung Tình co rụt lại, kiếm khí thật là khủng khiếp. Sát khí quá kinh người. Đúng lúc đó, một luồng hơi thở chết chóc ập đến, sắc mặt Vô Thủy Kiếm Hoàng biến đổi, chuyện gì xảy ra vậy? Sao mình cảm nhận được hơi thở chết chóc? Chẳng lẽ tên này có thể giết mình? Không thể nào. Vô Thủy Kiếm Hoàng âm thầm phỉ nhổ, dù cậu ta có đốt cháy tinh huyết cũng hoàn toàn không phải đối thủ của lão phu. Ánh mắt kiên định. Nhóc, cậu quả thực khiến người ta vô cùng bất ngờ. Vô Thủy Kiếm Hoàng duỗi tay, một thanh thần kiếm xuất hiện, nắm chặt năm ngón tay, chỉ tiếc, lão phu là cảnh giới chúa tể. Lão phu càng là kiếm trung chi hoàng, vô thủy vô chung. Chỉ bằng cậu cũng xứng dùng kiếm giết tôi, kiếp sau cũng không đến lượt. Phá cho lão phu. Vô Thủy Kiếm Hoàng khí phách ngất trời, thần kiếm trong tay hung hăng nghênh đón kiếm Càn Khôn Chấn Ngục. Trong nháy mắt hai thanh kiếm đụng phải nhau, dòng khí như bom nguyên tử nổ tung bộc phát. Một đám mây hình nấm kinh khủng phóng lên tận trời, luồng khí như sóng thần quét sạch xung quanh, tất cả kiến trúc lân cận hóa thành hư vô. Ông lão mặc áo gai nhảy ra, mở trận pháp phòng ngự. Ong! Trên không trung quảng trường điện chân võ thắp sáng một lòng phòng hộ siêu lớn, ngăn trở phần lớn sức mạnh. Toàn bộ thế giới lặng ngắt như tờ. Ai ai cũng trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm khu vực trung tâm chiến trường. Chỉ thấy nơi đó là một mảnh trắng xóa, năng lượng bừa bãi tàn phá. Phút chốc sau, năng lượng tàn phá bừa bãi dần dần tan đi, đám người vẫn yên lặng. Tất cả đều ngừng thở, nhìn chăm chú vào bóng người ở trung tâm vụ nổ. Người kia là ai? Là Diệp Bắc Minh, hay Vô Thủy Kiếm Hoàng? Nhất định là Vô Thủy Kiếm Hoàng, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Đúng đúng. Dù Diệp Bắc Minh có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể giết chết được Vô Thủy Kiếm Hoàng cảnh giới chúa tể, người này còn chưa kịp nói hết câu, năng lượng hoàn toàn tiêu tán. Một khuôn mặt cực kỳ trẻ tuổi xuất hiện trước mắt. Là Diệp Bắc Minh. Ôi mẹ ơi! Người tu võ vừa nói chuyện ngã ngồi trên mặt đất. Còn người Vũ Thiên Tuyệt hung hăng co rụt lại, anh ta không chết. Mặc Bạch Y hồ đồ, địt mẹ, anh ta không chết, thế Vô Thủy Kiếm Hoàng chết rồi. Vô Thủy Kiếm Hoàng bị anh ta giết, làm sao có thể? Thân thể mềm mại của Thánh Nữ Tổ Long Điện run nhẹ nhẹ, sau lưng bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Không thể nào, không thể nào. Cảnh giới chúa tể chết rồi, tại sao lại như vậy? Diệp Bắc Minh thế mà có được thực lực giết chết cảnh giới chúa tể. Anh ta mới cảnh giới gì chứ? Khắp điện chân võ không ngừng vang vọng tiếng thảo luận sôi nổi. Vẻ mặt của mọi người hoàn toàn thay đổi. Rất nhiều người vô ý thức run lên. Khiếp sợ, kinh hoàng, kính sợ. Mộ Dung Tình hít sâu một hơi, may mắn anh ta không tham gia đại hội chân võ, nếu không thì hạng nhất thiên bảng cũng không thể đối đầu với anh ta. Vũ Thiên Tuyệt yên lặng một hồi mới phun ra một câu, anh ta không có tên trên thiên bảng, nhưng đã hơn xa thiên bảng. Tôi nguyện xưng anh ta ông vua không ngai, đệ nhất thiên hạ. Ông vua không ngai. Đệ nhất thiên hạ. Trái tim ai nấy cũng run lên, đánh giá này quá cao. Giờ phút này, Diệp Bắc Minh cảm nhận được năng lượng xung quanh vẫn chưa kịp tiêu tán, tiểu tháp, mau hấp thu năng lượng sau khi Vô Thủy Kiếm Hoàng chết. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở, nhóc, bản tháp cảm thấy cậu cắn nuốt sẽ tốt hơn. Với thực lực trước mắt của cậu, nếu cắn nuốt những năng lượng này thì ít nhất có thể tăng lên hai cảnh giới lớn. Giọng nói của Diệp Bắc Minh đọng lại, hai cảnh giới lớn. Ông cảm thấy tôi cần không? Tiểu tháp, ông chỉ cần nói cho tôi biết, nếu ông hấp thu lực lượng của Vô Thủy Kiếm Hoàng. Có còn ngủ say nữa hay không? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục yên lặng một lát, rồi trả lời, sẽ không. Diệp Bắc Minh không hề do dự, được, vậy tôi ra lệnh cho ông, hấp thu. Được. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục đáp lời. Một giây sau, năng lượng trong không khí ngưng tụ thành một vòng xoáy lớn, cuốn về phía vị trí trái tim của Diệp Bắc Minh. Cùng lúc đó, chỗ sâu trong điện chân võ. Sở Sở không khỏi kích động, chị, Diệp Bắc Minh giết chết cảnh giới chúa tể, chị đã thấy chưa? Sức mạnh của anh ta vượt quá tưởng tượng của em.
Sở Vị Ương bên cạnh nghĩ mãi vẫn không ra, rốt cuộc là anh ta đã làm thế nào. Ngay trong chớp mắt vừa rồi, anh ta bộc phát ra lực lượng gấp ít nhất 10 lần bản thân đang có. Đến cùng thì trên người anh ta còn có bí mật gì? Tất cả cảnh tượng vừa rồi đã thu hết vào trong mắt cô ta. Một kiếm của Diệp Bắc Minh giết chết Vô Thủy Kiếm Hoàng trong tích tắc. Sở Vị Ương chuyển mắt, nhìn sang Sở Sở. Cô ta nghiêm túc hỏi, Sở Sở, rốt cuộc thì người này có lai lịch ra sao? Sở Sở cũng mê mang, em cũng không biết nữa. Lần đầu em gặp anh ta là ở trên Long Đài. Long Đài. Sở Vị Ương nhíu mày, nghiêm túc nói, Sở Sở, bây giờ em nói hết tất cả những gì mình biết cho chị. Không được giấu giếm gì, chuyện này rất quan trọng. Thậm chí còn liên quan đến sự sống còn của nhà họ Sở. Sở Sở há miệng kinh ngạc hỏi, hả, chị ơi, chuyện có nghiêm trọng vậy không? Sở Vị Ương gật đầu nói, bởi vì chị cảm nhận được khí tức của Sơ Di tộc ở Thái Cổ. Sơ Di tộc ở Thái Cổ ư? Sở Sở che miệng, lùi về sau hai bước, chị ơi, không thể nào. Một lát sau, Diệp Bắc Minh mở mắt. Anh thoáng nghĩ, bốn vị sư tỷ bình yên vô sự xuất hiện trước mắt anh. Trước khi giết Vô Thủy Kiếm Hoàng, Diệp Bắc Minh đã đưa bốn vị sư tỷ vào thế giới bỏ túi của mình. Tiểu sư đệ, Vô Thủy Kiếm Hoàng đâu rồi? Bốn người khó hiểu nhìn đống hỗn độn quanh mình. Diệp Bắc Minh bình thản giải đáp cho họ, đã bị em giết chết rồi. Cái gì? Trên gương mặt của bốn vị sư tỷ đều thoáng hiện lên sự kinh hãi. Diệp Bắc Minh lắc đầu nói tiếp, lát sau sẽ giải thích cho các chị, chúng ta đi tính sổ trước đã. Xong anh xoay người. Sát khí trên người tỏa ra. Lúc này, mọi người đều vô thức lùi về phía sau. Diệp Bắc Minh nhìn thoáng qua đám đông rồi nhìn vào vài lão già của Thiên Đạo Tông, mấy lão cháu già của Thiên Đạo Tông chọn tự mình bước ra hay để tôi đến bắt từng tên một đây. Mấy lão già Thiên Đạo Tông lẫn trong đám đông nghe thế mặt trắng bệch. Hừ, mọi người chớ sợ hãi. Một lão già mặt vàng bước ra khỏi đám đông, lạnh lùng nhìn vào Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh, đúng là cậu rất mạnh. Nhưng muốn đối địch với cả Thiên Đạo Tông thì còn hơi non một chút. Ồ! Diệp Bắc Minh hờ hững đáp lời. Anh chỉ tung ra một quyền đáp trả. Ngay sau đó, mọi người chỉ thấy một làn khí cuồn cuộn trước mắt mình. Lão già mặt vàng thậm chí còn không có tư cách phản kháng mà người đã nổ tung, hóa thành một đống máu bay đầy trời. Cậu! Những trưởng lão còn lại của Thiên Đạo Tông vô cùng khiếp hãi, xoay người bỏ chạy không chút chần chừ. Diệp Bắc Minh mỉm cười, chẳng phải vừa rồi các ông mới bao vây tôi sao? Chạy cái gì thế? Rồi anh bước lên từ từ truy bắt bọn họ. Tiếng rồng ngâm vang lên, máu tươi bay tán loạn. Tổng cộng 9 trưởng lão của Thiên Đạo Tông đều đã đi đời. Mẹ ơi! Mọi người sợ run chứng kiến tất cả. Anh quá sát phạt quyết đoán, không hổ danh là sát thần. Lúc này, Diệp Bắc Minh quay đầu lại, ông lão Thiên Độc, quỳ xuống. Lòng ông lão Thiên Độc bùng lên một ngọn lửa căm hận ngút trời, vừa định nổi đóa thì chợt nhớ tới sự đáng sợ của Diệp Bắc Minh. Ngọn lửa căm hận kia nháy mắt đã vụt tắt, chỉ còn lại một cơn sợ hãi khiếp người trong lòng ông ta, cậu Diệp, tôi với cậu không có thù sâu oán nặng gì hết. Thậm chí đây còn là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Cậu Diệp, cậu! Một giọng nói đầy áp lực vang lên, tôi bảo ông quỳ xuống, ông bị điếc à? Ông ta nhìn thấy sát thần từ từ bước lại chỗ mình. Ông lão Thiên Độc sợ khiếp phía tới mức lùi qua một bên rồi la to, cậu Diệp! Nếu tôi đã từng sơ ý đắc tội cậu lúc nào không hay thì mong cậu cho tôi cơ hội giải thích. Bùm! Ông lão Thiên Độc không chịu nổi được áp lực đó mà quỳ rạp xuống đất. Tất cả mọi người có mặt đều hít thở không thông. Diệp Bắc Minh hờ hững nói, ông đã cứu một mạng của Tam Sư Tỷ nên tôi sẽ không giết ông. Cảm ơn cậu Diệp ạ, ông lão Thiên Độc kích động dập đầu tới tấp. Nhưng mà... Giọng Diệp Bắc Minh như trầm xuống tận vực sâu, ông không xứng làm sư phụ của Tam Sư Tỷ tôi. Mau quỳ xuống nhận Tam Sư Tỷ tôi làm chủ nhân đi. Cậu nói gì? Trên mặt ông lão Thiên Độc hiện lên sự tức giận. Rầm. Tiếng rồng ngâm vang lên,
một đường kiếm khí quét qua cách ông lão thiên độc khoảng 10 mét. Đùng đùng đùng, ông lão thiên độc bị đánh bay ra ngoài, rồi ngã đau điếng xuống đất. Giọng nói hệt như của thần chết kia lại vang lên lần nữa, kiếm tiếp theo sẽ chém lên người ông đó. Đại nhân ơi, tôi biết sai rồi ạ. Ông lão thiên độc chạy tới đó, dập đầu điên cuồng như thằng khùng, tôi sẽ nhận chủ ngay ạ, nhận ngay đây ạ. Ông ta quay qua tiểu độc tiên, hoảng sợ mở miệng nói, chủ nhân, tôi sai rồi. Là lỗi của tôi ạ. Tôi không nên cố ép người làm đồ đệ mình, rồi lại uy hiếp người ở bên cạnh tôi. Ông lão thiên độc tôi đây xin thề rằng từ nay về sau sẽ là một con chó bên cạnh người. Rầm rầm rầm. Đầu ông ta nện trên mặt đất. Thấy cảnh đó, mấy người Vũ Thiên Tuyệt, Mặc Bạch Y và Thánh Nữ Tổ Long Điện biến sắc. Tô Tử Lăng chớp mắt, giết Vô Thủy Kiếm Hoàng. Lại giết hơn 10 vị trưởng lão của Thiên Đạo Tông. Một câu ép ông lão thiên độc quỳ xuống, cậu ta thật ngông cuồng. Diệp Bắc Minh nhảy tới, Tam Sư Tỷ, hai người ký khế ước nô lệ đi. Cơ thể ông lão thiên độc run lên, lòng đầy tuyệt vọng. Tiểu độc tiên bất ngờ, tiểu sư đệ, chỉ có thể à. Cô ấy vẫn luôn sống trong sự uy hiếp. Nằm mơ cũng không ngờ rằng có ngày mình có thể quay ra khống chế ông lão thiên độc. Diệp Bắc Minh mỉm cười bảo, để em hộ pháp cho chị. Được. Tiểu độc tiên không chút do dự cắt ngón tay. Nhỏ ra một giọt máu. Cô ấy vẽ vài đường khế ước vào không trung. Ông lão thiên độc thấy thế, cắn răng nhỏ ra một giọt máu, máu của cả hai người hòa lẫn vào nhau. Khế ước nô lệ hoàn thành. Mặt mày ông lão thiên độc xám xịt như tro. Bỗng nhiên, mặt đất rung chấn kịch liệt như xảy ra động đất. Sâu trong điện chân võ, một ký hiệu phóng vút lên cao. Cả không gian chấn động mãnh liệt. Sở Vị Ương biến sắc, không hay rồi, trận chiến giữa Diệp Bắc Minh và Vô Thủy Kiếm Hoàng đã ảnh hưởng đến trận pháp dưới điện chân võ. Cấm địa luân hồi sắp mở ra trước thời hạn rồi. Sau đó, Sở Vị Ương không hề chần chừ truyền âm cho các trưởng lão khác. Đám người ông lão mặc áo tang nghe được truyền âm bèn bay lên trời cao, đi thẳng tới nơi sâu nhất điện chân võ. Một lát sau, giọng ông lão mặc áo tang vang lên, mời 10.000 người đứng đầu thiên bảng chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì biến cố nên cấm địa luân hồi đã mở ra trước thời hạn. Xoạt, 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 xoạt. Vô số người đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn về hướng giọng nói vọng tới, sắc mặt bọn họ tốt hơn nhiều. Diệp Bắc Minh nhìn chăm chú, hô hấp hơi dồn dập, cấm địa luân hồi mở ra rồi, sư phụ, liệu mọi người có thể sống lại thật không? Trong đám đông, mắt Mộ Dung Tình đỏ ngầu, vô cùng kiên định, sư phụ, sư đệ. Con chắc chắn sẽ hồi sinh mọi người. Cấm địa luân hồi, mở ra. Giọng ông lão mặc áo tang vừa dứt, tất cả mọi người sục sôi. Ngay sau đó, trên bầu trời điện chân võ xuất hiện một hư ảnh ngọn núi hùng vĩ. Nó trông rất mờ ảo, sức mạnh của không gian dao động mãnh liệt. Ngọn núi này là... Ngay khi nhìn thấy ngọn núi kia, Diệp Bắc Minh sững sờ. Vương Như Yên, Hoàng hậu Hồng Đào, Chu Lạc Ly và Tiểu Độc Tiên liếc mắt nhìn nhau. Những người tu võ ngoài điện chân võ thấy ngọn núi đó đều xung phong lao tới chỗ cấm địa luân hồi như người điên. Phụt, 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 phụt. Bọn họ lũ lượt bị nổ tung, chỉ có một số ít người tu võ thành công chạy vào cấm địa luân hồi. Chuyện gì thế này? Rất nhiều người tu võ đang muốn thử sức đều biến sắc hoảng hốt chứng kiến cảnh đó. Ông lão mặc áo tang cười khẩy nói, hừ, không phải là 10.000 người đứng đầu thiên bảng mà cũng muốn mạnh mẽ xông vào ư. Quả thật là kẻ không biết tự lượng sức mình. Lão phu nhắc nhở một câu, chỉ có người có tên trên thiên bảng mới có tư cách bước vào cấm địa luân hồi. Những kẻ khác nếu muốn xông vào thì lão phu cũng chẳng ngăn cản. Nhưng phải xem liệu các ngươi có bị sức mạnh của cấm địa luân hồi loại trừ hay không. Vừa dứt lời, đám người tu võ vốn đang sung huyết như được tiêm máu gà. Lập tức im lặng. Ngay sau đó, 6 người trẻ tuổi 4 nam 2 nữ bay tới. Sắc mặt Vũ Thiên Tuyệt tối sầm, đứng thứ 6 thiên bảng, Tư Đồ Vấn Thiên. Đứng thứ 5 thiên bảng, Vũ Sư Thiếp. Đứng thứ 4 thiên bảng, Dư Khôn.
Đứng thứ ba thiên bảng, Cuồng Chiến. Đứng thứ hai thiên bảng, Giao Cơ. Đứng thứ nhất thiên bảng, Lý Thất Dạ. Tất cả mọi người kinh hãi. Khí tức trên người Vũ Sư Thiếp, Dư Khôn và Cuồng Chiến đều ở cảnh giới tạo hóa. Sức ép tỏa ra từ người họ khiến người ta nghẹt thở. Khí tức của Giao Cơ và Lý Thất Dạ lại sâu không thể nào đong đếm. Ngay khi sáu người kia xuất hiện, bọn họ chỉ thoáng nhìn sang cấm địa luân hồi một lượt. Sau đó, cả sáu người đều tập trung nhìn vào Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nhíu mày, có yêu khí. Giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, nhóc à, cảm giác của cậu đúng rồi, cả sáu người này đều là yêu tộc. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, sáu người đứng đầu thiên bảng đều là yêu tộc sao? Nhưng thực lực đều là cảnh giới tạo hóa mà. Ánh mắt Cuồng Chiến đầy sắc bén, lạnh lùng nói, cậu chính là người được gọi là ông vua không ngai, đệ nhất thiên hạ hả? Bầu không khí yên lặng. Ai ai cũng nghe ra sự khiêu khích nồng nặc mùi thuốc súng trong giọng nói đó. Anh ta cao tới 3 mét, vóc người vạm vỡ, là phần tử hiếu chiến trời sinh. Nếu không cũng chẳng mang tên Cuồng Chiến rồi. Bỗng nhiên, Diệp Bắc Minh chợt bùng nổ, anh cầm kiếm Càn Khôn Trấn Ngục chém vào đầu Cuồng Chiến. Chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến mọi người ngây sững. Chuyện gì thế? Sắc mặt Cuồng Chiến trầm xuống, chán sống hả? Nhưng anh ta lại không sử dụng vũ khí mà tung một quyền đáp lại kiếm Càn Khôn Trấn Ngục. Dầm! Cuồng Chiến gào thét giận dữ, anh ta chẳng thể nào ngăn cản được đòn đánh kia. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 66.